cố lên, cố lên bác, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Hay quá. Bác, sao vậy bác? Sao bác? Ủa? Anh Hải? Chứ không lẽ ông nội của ông Bảnh? Không có, nãy em cũng tính chào ông rồi. Thấy chưa? Mà thấy không? Việc của tao mới làm cho mày không còn là thằng Hải nữa. Mày còn nói nữa hả? Nó cắn mày vợ mày. Sách nói, mày phải tin tưởng cuốn sách của tao. Ngồi bình yên mà buồn quá vậy? Ấy tôi cũng đi bình yên nè. Ấy cho tôi ngồi đây nha. Có chuyện này hay lắm, tôi kể chị nghe. Chuyện gì vậy? Cho mượn đôi đũa cái chén nữa đi. Dạ. Trà đá cũng cùng luôn hả? Cùng láng hết. Con mới vô làm hen. Chuyện gì? Chuyện nó gì nè? Bỏ điện thoại xuống. Có chuyện gì vậy má? Nè, nghe má nói không? Dạ nghe. Đã đến lúc má con mình phải tiến hành thực hiện kế hoạch. Kế hoạch hả? Phải mau chóng tìm đủ mọi cách để chia rẽ, ly gián tình cảm của ba đứa Mận, Lê, Đào. Và chúng ta cố gắng tiến hành thực hiện kế hoạch càng sớm càng tốt. Đúng là má của con không hổ danh tí nào. Má mày dễ sợ lắm, bộ tưởng bở. Tía, uống trà đi tí. Cảm ơn con. Dạ. Ông. Nước không? Thôi. Nhà tôi nghĩ sao thấy ngộ ghê nha. Gì ngộ? Đó. Thì cứ rể cũng như là cứ dâu vậy đó. Trời ơi, ta nói quét nhà, rửa chén, giặt đồ, nấu cơm, dọn dẹp. Rể mà tôi tưởng dâu chứ, y như con gái vậy. Thế giờ cầm cây chổi mà cũng thùy mị nữa. Bụi, bụi. Dạ. Tôi giỡn thôi con ơi, con làm gì dữ vậy, quét bình thường lại đi. Thôi vô nghỉ đi con. Dạ. Cái tướng đi nó cũng lạ, nó giống... Nín đi. Người ta nói là cưới dâu hiền là con gái, cưới rể thảo là con trai. Nó về nó làm được công chuyện gì thì mừng công chuyện đó. Sao mà nhiều chuyện quá. Thôi thì tôi thấy sao tôi nói vậy mà tôi giỡn chơi thôi. Bà ông nè, hồi sớm mời này á, tôi gặp ông bên nghĩa. Cái ông hỏi chuyện tôi. Ông hỏi gì? Ông hỏi chuyện về con Lê với anh Hàng đó. Mà trả lời sao? Ông hỏi là ủa sao tụi nó cưới nhau sớm vậy. Cái tôi mới nói là tôi có biết gì đâu. Thì thấy tụi nó yêu nhau cho tụi nó cưới nhau vậy thôi. Nhưng mà tôi nói thiệt ông nghe, nói thì nói cho cứng miệng vậy, chứ bản thân tôi cũng thắc mắc nè, tại sao tụi nó cưới nhau sớm vậy. Bà sao bà thắc mắc vô duyên quá. Thì tụi nó yêu nhau rồi cưới nhau lúc nào không được. Sớm trễ cũng vậy thôi. Thì hỏi chơi cho vui vậy thôi mà. Vô nghe. Vô đi.
cái chổi cứng cứng chút. Gì kì. Ê, giặt giùm tôi cái khăn luôn đi nha. Tự giặt đi. Thôi mà, giặt đi, cứ phụ cho. Bỏ nó đi. Đây, đây, để tôi làm cho. Mày mốt ai mà lấy được anh làm chồng á. Chắc sướng lắm ha. Thôi đi nghỉ ngơi đi. Tôi đi à. À, thôi tôi đỡ vô cho nha. Đi. Thôi được rồi, tôi tự vô được rồi. Ê, có gì đâu mà ngại, vợ chồng mà. Lê, cô làm sao vậy? Tự nhiên tôi mệt quá. Trời đất ơi, thôi để tôi lấy dầu xịt cho cô nghe. Sáng giờ bị nhức đầu. Chị sao vậy? Ai biết đâu, tự nhiên thấy mệt trong người. Đừng có xức dầu, cái mùi dầu khó chịu quá à. Tôi ghét cái mùi dầu xanh này lắm luôn á. Giữ nha, chăm sóc vợ vậy là hiếm lắm á. Ráng mà giữ đi, không thôi mất đó. Khùng quá à. Tự nhiên lo cho mình đi kìa, nhiều chuyện quá. Em thiệt chứ bộ. Được đó. Ừ được, đi chợ giùm tôi đi bà. Ngồi ở đây hoài không có đồ nấu đồ ăn, tí la cho đó. Con làm gì vậy? Dạ cô Lê cũng muốn ói, con pha gừng cho cổ uống. Thôi, con nhìn thấy đàn ông vậy là con hết ham được. Nó làm sao? Mặc chứng gì? Thì á, đàn ông lúc nào mà cũng ẻo lả hết trơn á, tí ơi. Gì? Hả? Đó, tí thấy chưa? Mày á, mai mốt mày cũng cầu nguyện đi nha. Mày lấy được thằng chồng biết lo lắng cho mày như vậy á. Thôi đi tí ơi, con mà lấy phải người đàn ông vậy hả? Thôi, con ở giá còn hơn. Người mà con lấy á, tí biết không? Sẽ là một người đàn ông cao to, dạm dở mà lại là sáu múi nữa. Chắc chắn phải là một người đẹp trai. Ai mà vậy được. Dẹp đi mày ơi. Mày ngủ mày nằm mơ đi. Xin lỗi mày cỡ tướng tao má mày còn lấy mày bị đặt xạo xạo. Tại má, má còn đuôi má còn lấy tiếp. Thế con gái đẻ ra làm chi nó rủa má nó đuôi. Kệ nó con. Dạ thôi, con lên trước nghe tí. Ừ. Ê, gì vậy? Gì mặt mày chủ ổn đóng hoài vậy? Thì tất cả là cũng tại cái con Lê đó hết á. Nó mận gì con? Nó hả? Nó không có cho cái thằng 6.000 đó giặt đồ giùm con. Má nghĩ coi có tức không? Nè, chịu khó đi, một thời gian nữa đi. Ráng lấy lòng tía con đi. Lúc đó hả, tha hồ mà hành hạ tụi nó. Đúng rồi, khi nào á mà con lấy lòng được tía, con sẽ hành hạ tụi nó. Chắc chắn á, sống cũng không bằng chết. Ừ, má ủng hộ con đó. Thôi, không có căng nữa, giảng ra. Vậy nghe. Dạ. Làm gì vậy con? Dạ, con còn trái cây.
Hôm nay có ai hỏi chuyện Bay với con Lê không? Dạ, dạ không. Mà hình như Lê có thai phải không chú? Ủa, bác, tía, con chưa có quen. Mày dùng một chữ thôi. Dạ. Mày nói nhiều người ta nghi ngờ, thì chính vì nó có thai cho nên tía mới nhờ Bay. Ủa, vậy rồi chừng nào con mới về lại thành phố vậy? Lúc đầu á, chứ tính nhờ Bay khoảng tuần lễ thôi. Nhưng mà giờ tình hình như vậy, chắc Bay phải ở lâu một chút. Giúp tía nha con. Bởi vì cái chuyện nó tới nước này rồi, phóng lao phải theo lao. Có gì tía điện lên trung tâm tía nói nha. Dạ. Bay đồng ý hả? Dạ. Ê, bỏ nó đi từ từ. Bay thấy con Lê làm sao? Lê... Lê làm sao tía? Thì con thấy Lê cũng thông minh, tốt bụng, lại đẹp nữa. Vậy là được rồi. Dạ. Ngày xưa đó, tía với má con Lê cũng đâu có quen nhau đâu. Rồi sống lâu rồi nó nảy sinh tình cảm vậy đó. Lấy nhau về rồi cũng đẻ phà phà vậy mà. Ê, có khi nào mày với con Lê giống vậy luôn không? Dạ, hả? Dạ, thôi con vô kia tí. Cái thằng nếu tụi nó được vậy đỡ quá. Hải, sao sao rồi Hải? Mày bún được không? Ủa, đôi guốc đâu rồi mày? Quăng rồi. Sao quăng? Vậy không có nổi, đau thấy bà luôn à. Mày dữ lắm luôn. Mày không thấy ông Hai Lợi hả? Suốt ngày ông mang guốc á, có sao đâu. Khủng mày ơi. Ông mang là mang từ nhỏ tới lớn. Tao mới mang rồi, sao chịu nổi, đau quá à. Mày thiệt. Mày đổi cách khác giùm tao đi, cách đó không có được đâu. Mày yên tâm đi, tao đã soạn thảo phương án làm trai nông thôn cho mày luôn. Rồi hả? Bước tiếp theo làm gì? Nhuộm da. Nhuộm da? Ừ. Là sao? Tức là em có một ước ào, em có một khát ào. Làn da nâu, làn da như con trâu. Ủa sao biết bài đó mày? Lúc còn ở trển á, tao nghe bài này hoài à. À, cái ý của tao là phải vậy đó. Cái tướng mày như con trâu, mà cái da mày như trâu nữa là ok. Y chang là dân nông thôn luôn. Thiệt không? Thiệt. Vậy hả? Hãy làm theo cách của tao. Theo cách của mày hả? Đó, cách nhuộm da theo cuốn bí kíp của tao chỉ nè. Mày phải lột hết quần áo, xong xuôi nhảy xuống dưới. Muốn nhuộm da đen là phải nhảy xuống dòng sông đen như vậy. Làm vợ luôn hả? Dạ làm luôn. Sông nào sạch chút được không? Khoan từ từ đi. Trong sách nó chỉ gì mà. Rồi nè, mày phải ngâm ở dưới nước 7-7-49 giờ. Xong rồi tẩn tao luôn hả? Khoan, có dòng ghi chú đặc biệt chỉ nè. Đặc biệt không cần ngâm như vậy cũng không sao. Vậy nói gì? Sách ghi sao tao đọc lại cho mày thôi. Mày sao mày khó quá. Sách của mày tao nghi quá. Nghi cái gì mà nghi? Tao mà thành công được là nhờ cuốn sách này đó. Mày nghe tao chỉ dẫn nè. Rồi, bây giờ mày cởi quần áo ra đi. Do cái nước sông đen này nó ngấm vô da của mày. Xong xuôi mày lên đây mày nằm dài sọc ra, phơi nắng ha. Cho nắng nó rọi với mày nữa là mày đen đi. Vậy hả? Tao giữ quần áo cho. Giữ kỹ nghe ông nội. Giữ kỹ, cho đen đều hết nha. Không sao đâu, mày làm đi. Có tao với mày không mà ngại gì. Mày đừng có nhìn. Có gì đâu. Mày nhìn sao tao cởi? Mày cùng cởi đi. Đàn ông cũng biết mắc cỡ chứ. Giữ kỹ cho tao à. Ê tướng mày đẹp quá mày. Về xuống hả? Về xuống đi. Đen chưa Hải? Đen rồi. Đen không? Đen, bụng đen nè.
Tao thấy đẹp quá trời luôn. Vậy là mày thành công rồi đó. Giờ sao? Bây giờ mày bơi đi. Bơi thông suốt, lặn xuống, thông suốt. Đấy. Ê, bắn. À, bắn. Anh này bắn ơi. Bắn. Bắn. Hộp hộp lặn vậy đủ đủ chưa Bảnh? Bảnh ơi, hộp lặn nãy giờ mệt quá Bảnh ơi. Đủ đen chưa Bảnh? Bảnh, Bảnh, đâu mất tiêu mày? Tám Bảnh. Trời ơi trời, mày bỏ đi đâu rồi? Quần áo của tao đâu? Bảnh ơi, Bảnh ơi, Bảnh, Bảnh ơi. Chết bà, cái quần ở đâu rồi? Bảnh ơi, tao bị tụt quần rồi Bảnh ơi. Bảnh ơi, bây giờ sao đi về mày? Cái quần đâu? Bảnh ơi. Trời ơi trời, tao giết mày chết Bảnh ơi. Quần ơi là quần, mày đâu rồi quần? Lại trời lại Phật cho con kiếm được cái quần. Quần ơi quần, mày núp ở đâu vậy quần? Quần ơi, mời ông em. Bằng ơi, anh có khăn giấy nè. Anh mới ăn bánh canh xong để giành được 2 miếng khăn giấy. Chào mừng hỏi đẹp. Trời thương ghê luôn á. Ăn bánh canh thì ăn hết, trừ tôi 2 miếng khăn giấy. Trời thương lắm. Thì để tiết kiệm á, vậy cho nó mới mau giàu được, đúng không? Mệt quá. Ui da. Ui da, ui da. Ui da. Gì vậy anh? Ngứa lỗ tai quá vậy. Sao vậy? Dạ không có gì đâu, chứ đứa khốn nạn nào nó chửi anh á. Ê, anh nói gì vậy? Anh qua đây phụ em chưa cảm ơn anh. Tự nhiên anh nói em chửi anh làng sao? Thôi đi, mai mốt không còn anh phụ nữa, anh đi về đi. Đâu có, anh nói cái đứa khốn nạn nào chứ bộ. Chứ thường thường á, em chửi anh là anh quen rồi, bây giờ bị lần ngứa luôn. Gì? Ý anh nói là em hung dữ tới mức độ ngày nào em cũng chửi anh vậy hả? Không có gì đâu, thôi, làm việc đi, anh phụ em làm, hả? Ủa sao cái nồi dẻ này không cất đi mà sao để chết cha rồi. Nó cái gì? Trời ơi, chuyện lớn rồi. Mà chuyện gì? Chết thằng nhỏ dưới ghe rồi. Thằng nào chết? Sao chết? Chết cái thằng môi dày dưới ghe. Trời ơi. Hả? Cái gì á? Hôm nay ông khùng sao trời. Trời ơi Út, giờ này chưa xếp hàng giao cho người ta nữa hả? Em mới xếp xong đóng bên này nè. Thiệt tình á. Cái gì vậy? Trời hôi quá. Mùi gì hôi quá. Giống như chuột chết ở đâu vậy đó Mận ơi. Mùi gì? Nghe mùi bưởi không chứ có mùi gì đâu. Chị ba làm sao á? Ê, ê, hình như cái này đúng không vậy? Có ai vậy? Có ai vậy Út? Của
của anh Bảnh. Ai biết đâu nãy anh đem qua, em đâu biết vụ gì đâu. Trời ơi, ông nội này chắc 2 tuần không tắm hay sao vậy trời. Hôi thiệt. Gì vậy? Chị Đào. Chị. Chơi mượn cái cây, chơi mượn cái cây. Lấy mượn cái nón luôn đi. Chị đi công chuyện. Nè, ở nhà có tiệm đi nha. Chị đem cái quần đi chi nữa. Chuyện quan trọng lắm, đừng có hỏi. Trời trời, này hai người đó làm sao á, không hiểu. À, cái tự nhiên nha. Cô mày đó mày. Ờ, à, cô ảnh đó hả? Trong trong cái xuôi có cái hên như mày. À, anh đi nha. À, để anh cầm cho. Ha. Tự nhiên đi em. Anh đi mua thuốc cho nó. Anh Hải, anh ngủ rồi hả? Vậy thôi anh ngủ nghe, em đi về á. Đào. Hả? Khoan. Ai cái này lên coi vòng cổ mới hay mày. Thiệt. Mày đi mua thuốc. Ai đi. Bần lại. Đào. Khoan đi. Ngồi chơi. Xin lỗi Đào. Anh đuối rồi, anh không tiếp Đào nổi. Anh bị gì vậy? Ngồi đi. Khoan khoan, sao mà em thấy mồ hôi không vậy? Anh chết rồi. Sao mà anh nóng dữ vậy nè? Hình như anh bị sốt rồi. Anh không. Anh mệt quá. Anh Hải, anh nằm yên đây nghe. Em đi kiếm lá nấu thuốc cho anh uống nghe. Ngồi dậy, uống miếng thuốc đi nha. Em ngồi xuống đi. Nè, thuốc á, ráng uống vô đi là hết liền luôn á. Hả? Đúc hả? Hả miệng ra đi. Kỳ quá. Thì đại đi. Giờ muốn hết bệnh không? Muốn nhưng mà đút kỳ lắm. Lớn rồi. Nhưng mà đút đi. À. Tao mua thuốc về cho mày rồi nè. À, tao mua có bong bong nè. Đừng quan tâm, đút tiếp đi. Có dầu nóng nè. Có thuốc tể rồi.
dung dịch đi bê. Thuốc này thuốc gì không biết luôn. Ủa mày bị gì ạ? Đỡ tao quên rồi. Nữa nha. Ủa tự nhiên sao mày khỏe ra vậy? Không cần thuốc luôn, cần thuốc tiên. Một viên thuốc tiên, một đống vàng khè ở đây. Hèn khỏe gì? Chưa? Khỏe rồi, hết bệnh rồi. Bệnh không là gì hết, xua đi cái bệnh. Nữa không? Nữa. Hết thuốc rồi. Đứng đây tao thấy thừa quá. Đúng rồi, mày thừa nhất cái nhà này. Bây giờ mày đi đâu đi? Rồi mấy cái bịch này nè, để ở trong đó đi. Để tối về tao băng cái mỏ mày. Hai người cứ tự nhiên nha. Nhà của tôi mà nó đuổi tôi luôn. Đi chơi đi mày. Chán. Tự nhiên cái muốn bệnh nữa rồi. Đốt thuốc uống nữa đi. Nè. Nữa nha, nữa nha. Cứ từ từ thôi, sặc á. Thuốc bổ đường nhiều ngọt quá. Vô. Kỳ này về miền Tây hả? Chắc tôi kiếm. Ê, ngồi chơi nha, ngồi chơi. Đi. Em ơi. Thì dạ. Tôi kiếm cô Út nào dễ thương, hiền hậu. Gặp lại chị Năm nữa. Ủa, ngồi đi. Trời ơi, con trai miền Tây người ta giỏi dữ lắm á. Dạ con gọi món đi cô. Rồi, để chút xíu nha. Dạ. Nè. Chị phải công nhận cái chuyện tôi nói đúng không? Đúng cái gì? Cái chuyện mà đám cưới giả của con Lê với 6,000 đó. Hey, ông cũng biết chuyện nhiều quá ha. Người ta gọi là nhiều chuyện đó. Trời ơi, tôi nói thiệt chị nha. Tôi thấy chị á, tôi thấy tội. Sao mà tội? Đáng lý là bây giờ nè, chị phải giàu sang sung sướng, chứ đâu phải là mà khổ cực như vậy. Trời đất ơi, bao nhiêu tiền của ổng nắm hết rồi, chị có được gì đâu. Chị phải quyết liệt với chuyện của ổng, nghe không? Lúc đó chị ra tay mới mong được đổi đời, mới mong được giàu có, đúng không? Tôi nói á, chị nghe kỹ đi, nghe không? Tại tôi thấy chị vậy tôi mới giúp. Thôi được rồi, bây giờ vậy nè, có chuyện gì á chị cần tôi giúp liền, nghe không? Chị cứ lo bên trong đi. Nội tình chị lo chị điều tra, tôi điều tra bên ngoài. Tôi bảo đảm với chị, thế nào mình cũng nắm trong tay. Chị tin tôi đi. Thôi đừng suy nghĩ nữa, quyết định vậy đi. Ông Ba Địa, ông làm gì mà ông vui dữ vậy? Hả? Chuyện gì vậy? Tôi mới gặp bà Năm Ngọ. Bà nói gì? Bà nhờ tôi điều tra vụ đám cưới con Lê thiệt hay giả. Trời đất ơi, lần này nghe, cha hai lợi, chả phải cắm đầu xuống sình thôi. Bao nhiêu bí mật chả lộ ra hết. Nói vậy đám cưới giả hả? Đúng rồi. Trời ơi, chuyện nhà của người ta mà ông tươi cười được vậy hả? Ông cười đến sự đau khổ của người ta mà ông cười được. Nè, ông ơi ông, ăn ở sao cho có đức á, tích đức cho con cháu mình nha. Nha, tối ngày cười thiên hạ không hà. Ông nghe câu cười người hôm trước hôm sau người cười sao? Chà, cười người hôm trước hôm sau tôi cười hoài. Chuyện bình thường, bà đừng có lo cái chuyện đức của tôi. Tôi sống tôi tích đức dữ lắm, cho nên tôi đẻ ra được thằng con trai nó quá trời ngon lành. Không phải như cha hai lợi. Ta nói thất nhân tích đức, bây giờ đẻ ra bày dịch trời không à, thấy không? Bà thấy chưa? Rõ ràng. Nói chuyện với ông mệt quá à. Đi hái ra còn vui hơn. Bà này, coi kìa, đi hái rau mặc đồ giống như đi dự tiệc. Bông hoa lá cành thấy gớm. Nói gì á? Không, bà đi hái rau mà mặc đồ nó đẹp, nó hợp với bà ghê ta. Chứ tôi nói là không đẹp. Cha Ba Địa nói cũng có lý. Thấy rõ ràng đây là cái đám cưới không bình thường.
Vậy mà thằng cha hai lợi là giấu mình chứ. Má, ai giấu gì má? Mày nhiều chuyện quá. Má ăn gì vậy? Đùi sao không thấy? Đối nhiên cho sói vậy ăn mì gói. Mì gói ngày nào cũng ăn hết trơn. Thôi, ăn xoài. Trời ơi, tối giờ này mà đi ăn xoài chua chết được à. Ngon mà má. Nè, con có thấy đám cưới của con Lê với Sáu Ngàn có gì khác thường không? Hôm bữa giờ bà con lối sớm người ta bàn tán dữ lắm đó. Con có nghe thấy gì đâu. Mày ngu quá. Theo như má nghĩ á, là cái đám cưới này tụi nó không phải là yêu nhau rồi mới lấy nhau. Nó có cái gì sai sai á. Đúng không? Má nói con mới nghĩ ra. Má nghĩ đi, bà Lê bán vậy á, làm sao bà có thể chịu lấy một cái thằng bóng lại cái như vậy được hả má? Sao mày nói vậy? Con nói nhỏ cho má nghe nè, hôm bữa con đi rình. Trời ơi, mày thấy ghê quá, đi rình ta, con quỷ. Má này kỳ, người ta là một mỹ nữ, đè từ trên xuống dưới vậy nè, bắt kêu lũng quỷ. Thôi thôi được rồi, con quỷ cũng được mà mỹ nữ cũng được. Nhưng mà bây giờ á, cố gắng đi theo dõi, đi rình rập tụi nó, là con Lê với thằng Sáu Ngàn á. Dạ, coi rồi. Coi tụi nó có hành động hay là thái độ gì lạ lạ không, nghe. Dạ. Để làm gì? Để mình nắm được cái tốp của thằng cha hay lợi, từ đó mình tạo áp lực cho thằng cha, hiểu không? Dạ, con công nhận là má của con cái gì cũng nghĩ ra được hết trơn. Tao mà. Má, thử miếng má. Công nhận ngon. Thử miếng đi, chỉ một ít thôi. Ngon lắm á. Nêm nếm lại mới ngon. Ha. Ngon má, mình đổi đi má. Đổi gì? Thì giờ con ăn mì gói, má ăn xài này đi. Vậy đi. Mày được quá ha. Sao vậy? Nghe nói con không được khỏe hả? Thuốc men gì chưa? Dạ con không sao, cảm ơn dì. Nè, chăm sóc vợ cho kỹ nghe chưa? Đừng để nó bệnh đó, nó đã ốm nhom ốm nhách rồi hả? Ê, dạ. Hai đứa, mấy bữa trước á, dì vô tình dì rình. Không, dì vô tình đi ngang qua phòng vợ chồng tụi bay á. Ủa sao kỳ vậy? Sao tự nhiên dì thấy có cái chiếu trải dưới đất vậy? Dạ, con để nằm cho nó mát. Mát gì? Ở phòng con á, dì thấy cũng thoáng mát mà. Để vậy á, người ta thấy người ta nói chết rồi nghe. Dạ, phòng của con đâu có ai ra vô đâu mà thấy gì. Không có à, dì đi ngang qua dì thấy thôi à nghe. Nè, quên nữa. Dì á, mua này cho con ăn nè. Trời ơi, tao nói đi ngang thấy ngon quá nên tao mua. Nè, lấy cho vợ con ăn đi. Sầu riêng. Dạ, để con cầm cho. Trời, sầu riêng ngon quá. Ăn đi con, sầu riêng ngon lắm á, lấy muối cho vợ con ăn đi. Dạ. Lê. Thơm mà. Lê. Lê. Hai vợ chồng ở chung một phòng mà có trải thêm chiếu. Chính xác. Con Lê với Sáu Ngàn. Dạ. Dạ. Có con. Ai kêu con? Con có nghe dì kêu vợ chồng Lê Sáu Ngàn gì đó. Đâu có. Có. Dạ. Ý là nói vợ chồng con á, Lê với Ngàn nè, có muốn ăn gì không? Dì đi chợ mua đồ ăn về cho hai đứa ăn. Ủa, giờ này trưa rồi mà dì? Sáng sớm con đi chợ rồi. Quên. Dạ. Ý là dì nói ngày mai á, ăn gì không, dì đi chợ mua cho ăn. Vợ bị gì à? Con không biết nữa. Chắc mệt á. Nè, hỏi thăm nè, con với Lê á, hai đứa quen nhau được bao lâu rồi? Mà sao dạ, hai đứa cưới sớm vậy con? Mà theo như dì nhìn thấy á, hình như hai đứa bay mới quen nhau thôi á là cưới liền phải không? Dạ. Sao cứ vội vàng quá vậy? Lý ra là con phải đợi cho nó ra trường đi rồi mới làm đám cưới. Mắc gì cứ gấp dữ vậy? Hình như là tụi bay á. Thắc mắc cái gì? Dạ. Tôi sợ bà con mình. Ngồi đi tía. Mắc mơ chuyện đó là thắc mắc. Không có. Vô trong đi. Dạ. Vậy con vô trong nghe. Tôi hỏi thăm con cháu một chút xíu thôi à, mà ông cũng cằn nhằn. Sao ông khó dữ vậy? Khó cái gì? Chuyện vợ chồng nó mắc mớ bà thắc mắc làm chi? Tò mò làm gì? Không phải tò mò mà là hỏi thăm. Hỏi thăm khác, tò mò khác. Sao mà... ông nè, cái này là tôi nói thiệt chứ không phải tôi nhiều chuyện hay gì nghe.
Tôi thấy con Lê nó có dấu hiệu có khi nào là con Lê nó lỡ có trước rồi cho nên mới làm đám cưới gấp đúng không? Sao bà mắc cười quá? Tụi nó yêu nhau, tụi nó muốn cưới lúc nào tụi cho cưới lúc nấy. Còn cái chuyện của tụi nó mận hồi nào ai biết. Mà tôi nói cho bà biết nha, sau này là tôi không muốn nghe nhắc tới nhắc lui cái chuyện này nữa nghe chưa. Bớt bớt chuyện cho người ta nhờ. Nghi ngờ lắm. Ê bay, tia thấy sao ngàn tính nó cũng được. Không ấy bây giờ con Lê coi được thì lấy nó luôn đi. Dạ dạ. Đám cưới giả thành đám cưới thiệt, không chừng ngon à. Dạ đúng rồi hai. Em thấy ông Sáu Ngàn hả, ổng hiền như cục đất vậy hai. Hai mà cưới về hai hành hạ ổng sướng luôn á, ăn hiếp ổng sướng đúng, luôn á. Tía tía tía, con cũng thấy giống tía và giống Út vậy đó. Thôi đi. Kèo này ngon á hai. Hai đứa nói tào lao không à. Ủa tía nói thiệt mà, thấy tính nó cũng hiền lành, cũng ngoan ngoãn. Con à, đời con gái một lần gian dở rồi, bây giờ muốn tìm người ưng thì cũng khó. Thôi thì thằng Sáu Ngàn nó cũng tốt tính, bày tính luôn cái cho rồi. Dạ thôi, con xin phép về phòng trước. Sữa không? Để tôi pha sữa cho Lê uống nghe. Không, tôi không muốn đâu. Tôi nghe nói á, người mẹ mà uống sữa em bé sẽ thông minh lắm á. Tôi đã nói là tôi không muốn rồi mà. Đừng có quan tâm tôi nữa, tôi không có động lòng đâu. Tôi không có ý đó. Chẳng qua là tôi thấy gia đình Lê với Lê đối xử tốt với tôi, cho nên tôi mới muốn làm tốt vai trò của mình thôi mà. Con. Dạ, gì? Ủa? Đào đâu rồi con? Dạ, chị Đào chứ bận gì rồi gì? Vậy ha. Dạ. Chà, tao thấy bày cực quá ha. Coi vậy chứ tao thấy tía của bày á, thương con không có đồng đều, đứa được đứa mất. Làm sao gì? Thì đó, bây giờ nè, vậy hỏi con nè, con Đào nó làm nhiệm vụ gì ở cửa hàng trái cây này? Thì ghi thu chi kế toán. Có nghĩa là bán buôn như thế nào, chi như thế nào, thu vô như thế nào, một tay nó quản lý hết đúng không? Ừ. Dạ. Còn con á thì con làm gì? Đó, ngồi xếp, trái nào loại 1 để qua, loại 2 để qua, trái nào dạt thì để qua bên này, khách tới thì tiếp đón khách. Bán buôn xong rồi tiền giao cho con Đào. Có nghĩa là con chỉ bán hàng và lựa trái cây thôi, đúng không? Đó, vậy thì rõ ràng tí bay thương bay không điều rồi. Sao vậy, cùng là con mà. Tại sao một đứa thì cai quản tiền, còn một đứa thì tối ngày chỉ biết lúi húi buôn bán hàng. Con à, dì á dì ở bên ngoài, thành ra dì thấy rất là rõ. Tí bay á thương con Đào nhiều hơn bay. Nếu mà như vậy á thì sau này con có tương lai đâu con. Nghe dì nói nè, sau này mỗi đứa đều phải có chồng, có con, tức là cái gia đình riêng của mình, đúng không? Là con coi như là con mất trắng. Bởi vì sao?
Bởi vì bán hàng, lựa trái cây thì đâu có tiền. Không, rồi mai mốt chồng con ra đây làm gì thì cũng làm như con thôi, thì cũng phải bán hàng lựa trái cây. Nhưng mà ngược lại, con Đào thì lại khác. Nó là thu chi, cai quản tiền bạc, làm kế toán trong cửa hàng này. Thì mai mốt lấy chồng, chồng nó cũng sẽ thế cái chỗ ngồi của nó. Vậy là bao nhiêu tài sản cái nhà này coi như là vợ chồng nó nắm hết. Còn con thì trắng tay, đúng không? Bởi vậy, tội nghiệp bay hết sức vậy à. Thôi, lựa tiếp đi con. Trái này loại dạt bỏ qua đây, loại một bỏ qua kia đó con. Thường quá. Tía ơi, con đói bụng quá tía. Bận về rồi kìa, vô cơm đi con. Thôi mình ăn đi. Chưa, để chờ con Đào về rồi ăn luôn. Đợi Đào về đi, rồi chị hâm nóng là cho em ăn hen. Ở đây có tất cả bao nhiêu người, vậy mà giờ phải ngồi chờ người, vậy có bất công không? Quá bất công. Mỗi người đợi một người. Trời ơi, đợi không biết chừng nào mới được ăn à. Cái nhà này là vậy đó. Từ xưa tới giờ phải đầy đủ mặt mọi người mới ăn cơm. Rồi thí dụ nó không về sao? Rồi cả nhà nhịn đói hết hả? Nó không về thì nó điện nó báo. Thưa tía con mới về, thưa dì con mới về. Cứ ngồi đi. Con về rồi đó hả? Dạ tía. Vô ngồi ăn cơm, bữa nay công việc làm sao, có suôn sẻ không? Trời tía, bữa nay công việc á hả, suôn sẻ lắm luôn á tía. Con đói quá à. Thôi ăn đi. Thôi mình ăn cơm đi, mình trời ăn đi. Ngon quá vậy, mấy món này toàn món em thích con luôn á. Cơm đầu ăn. À, em chưa có cơm hả? Nè, bới cho em nó đi. Ăn đi. Cả nhà từ nãy tới giờ đói muốn chết mà đợi con về thì mới được ăn đó. Nó đi lo công lo chuyện là lo cho cả gia đình chứ không phải là lo cho mình nó. Ai biết được. Cứ chiều con cái kiểu này đi á, rồi có ngày nó hư. Hư ra không tôi biết. Ăn cơm đi. Dạ. Mời tía mà cả nhà ăn cơm. Hai. Trời. Hai đang làm gì vậy? Khắc dưa hấu. Trời. Đẹp quá mời. Chứ sao? Hai khắc mà. Công nhận nghe. Hai của em nữ công gia chánh ghê luôn vậy đó. Hai, mừng đẹp vậy á, rồi ai dám ăn? Đâu có cho ăn. Muốn ăn thì đi ra chợ mua trái khác ăn đi bà. Cái này người ta để trưng chứ bộ. Vậy là để minh họa vậy thôi đó hả? Hai. Gì? Nè. Gì vậy? Cô tí á, tí kêu em đem về cho hai á, sắc thuốc uống. Uống chi? Thì đó. Bộ thai đó. Ráng uống nhiều nhiều lên nghe không? Cái đó là của tía. Đây là của em nè. Trời ơi, xuất sắc chưa? Cốc ngâm xoài ngâm cà na, đủ thứ. Trời ơi. Muối tôm hay là muối ớt có hết ăn liền, luôn. Ăn liền, không có nhịn được. Đã nhịn chưa được. Em nghe nói hả, bà bầu ai cũng thèm chua hết. Đặc biệt là hai á nha. Hai ăn chua giả mang nhất nhà luôn á. Ngon dễ sợ luôn. Ngon không? Ăn đi, ngon. Trời lắm. Sướng quá vậy ta. Chua quá hài ơi. Gì đâu chua? Gì vậy? Trời ơi. Chết. Ăn không? Em á, em là sướng nhất nhà rồi. Ai cũng lo cho em hết trơn á. Đương nhiên rồi. Chị em của nhà em mà không lo cho nhau sao được. Hay đúng rồi. Anh ăn nè. Nè, hả? Ăn miếng đi. Ăn miếng ăn đi. Thôi, anh không ăn đâu. Ăn đi. Ăn đại đi, mắc cỡ gì nữa. Ăn đi. À, thử miếng nghe. Cái mặt thèm muốn chết luôn mà bị đặt. Chuối vậy? Ngon mà. Không ăn đâu. Vậy thôi, để đi, để hồi tôi ăn. Rồi, để đây nha. Anh yên tâm chua đi. Trời. Nguyên cái xứ này luôn á, là không có ai mà ăn chua vô địch thiên hạ bằng hai của em rồi. Luôn á. Thôi, em đi nha. Em đi đâu? Em đi thu tiền cho tía.
Nè, ăn đi. Ngon lắm. Ui, chua có không lắm. Có chua. Nè. Thôi không ăn đâu, chua lắm. Ăn không? Thôi cô Thơm ngồi đây chơi với Lê nha. Lê, tôi vô trọng tôi sắc thuốc trước nha. Ê, đem cái này vô phòng giùm tôi luôn đi, để đây hao lắm. Thôi tôi vô trước nha. Ừ. Tự nhiên chị mần bắt cái chuyện tào lao này làm chi vậy? Trái cây ấy là để mình ăn. Ừ, ăn thì cũng phải đẹp, hiểu không? Thậm chí mình nói mình cũng phải lựa lời cho nó đẹp, hiểu không? Chứ mà tụi làm gì có gì đâu gọi tào lao. Chứ không phải hả? Tôi thấy chị ngồi không hống chịu, tự nhiên đi làm bắt cái chuyện vô bổ này. Tôi thích rồi sao, được không? Không phải đâu, em nói cho chị nghe nè. Trong gia đình á, thấy chị á, tuy lúc nào cũng ngồi không hết trơn á, nhưng mà hả, em thấy chị là người thảm nhất luôn. Cái gì đâu thảm? Chứ không phải hả, chị không thấy là hả, chị Đào nè, rồi chị Mận nè, ai cũng tham gia vào công chuyện làm ăn của gia đình mình hết trơn á, có một mình chị là ngồi không mà. Ủa, thì tụi mắt đi học ở thành phố, công chuyện ở nhà phải giao cho con Đào với con Mận chứ. Thì á, tôi nói á, là tôi nói như vậy. Nhưng mà hả, thật ra chị không có lo cho cái tương lai bản thân của chị gì hết á. Ui, lo làm gì, có phần cần gì phải lo. Nhưng mà ai làm á, thì mới có phần. Bây giờ hả, Mận á, chứ Đào làm hết. Mốt có chia thì cũng chia cho Mận với Đào cái phần đó. Chứ có chia cho chị đâu mà chị có phần. Ừ, thì tôi cũng đâu có cần đâu. Không phải là em nói như vậy. Ý á, là chị không thấy á, là tía thương chị Đào lắm hả? Cái gì á, công việc làm ăn buôn bán, mối lái gì tía cũng giao cho chị Đào hết trơn á. Sau này á, em không có nói gỡ đâu. Nhưng mà tía mà mất á, thiện mình chị Đào trong đây biết hết à, chứ không có ai nắm của được đâu. Trời đất ơi, sao cô đẹp mà cô ăn nói không viên dùng gì hết trơn vậy? Tự nhiên cái cô trụ tía thôi mất là sao? Thì á, tía chị cũng như là tía em chứ bộ. Nhưng mà hả, em có sao nói vậy, chứ không có điêu ngoa như chị Đào. Chị biết không, hôm bữa em hỏi chị Đào, lỡ như mà sau này á, chị Đào có chỉ gì cho chị không, có để chị làm gì không, biết chị Đào trả lời sao không? Chị Đào nói, ôi, chị có biết gì đâu làm. Bởi vậy, chị thấy không, chị Đào rất là nguy hiểm, chị là phải ngồi chị Đào á. Mà tôi cũng đâu có quan tâm mấy chuyện đó đâu, cô nói tôi làm chi vậy? Thì tại vì tính chị á, lúc nào cũng vô tư như vậy á, cho nên mang thiệt cho bản thân của mình. Ừ, thiệt ra thiệt thòi một chút đối với người thân trong gia đình của mình không có vấn đề gì hết á. Nhưng mà cái chuyện tôi muốn nói với cô á, là những người trong gia đình này tính tình như thế nào tôi là người biết rõ nhất. Cô mới về đây cô không có biết gì đâu, đừng có dạy đời tôi ha. Tôi cũng chỉ muốn nói với cô thêm một câu nữa thôi, bớt lời chút đi cho nó sang ha. Đang ngóng uống trà phải khá. Khá là gì? Là khà đó, không thấy tàu khà hả mày? À, không có đúng nốt, phải ca gì thôi. Uống trà không khả. Không khả hả? Ờ đúng rồi. Con gái nó khinh thường. Cái nói chuyện kỳ ông nội. Cho nó đủ dần. Trời đất tại ơi, tại vì mày kéo lâu quá. Cái đó người ta phải ngưng. Cái câu đó người ta học được của ông già đó đó. Ông già đó ngồi uống trà với mấy người bạn của ông. Đó, ông cứ ngâm cái câu đó hoài, ngâm riết mà ông ngồi uống trà có mình một. Ừ, bây giờ mày học theo ông già mày đi. Mày ngâm xong tao đi luôn cho mày ngồi một mình. Mày sao mày vậy hoài, vô. Cụng trà như cụng bia nè. À, vậy mới đúng bài đúng không? Đã không? Nè. Hả? Mày còn muốn làm trai trong thôn nữa không? Đương nhiên là muốn rồi. Nhưng mà
Tao nói mày nghe, mày tìm cách khác đi. Chứ cái cách mà tắm xong tao thấy không ổn đâu mày ơi. Cách khác hả? Ừ. Vậy tao có cách. Cách gì? Chờ chút. Coi ai vậy? 1080 hỏi cách. Mày rảnh ghê vậy đó. À quên, không còn hỏi 1080. Tao nhớ rồi. Tao có cuốn bí kíp làm trai nông thôn. Ghê vậy. Đi tới chỗ này để nhuộm da lần nữa. Ê Bảnh, tự nhiên dắt tao ra nghỉ địa ghê quá mày. Vậy mày, mày khùng quá à. Nè, vô đây. Ở đây vắng vẻ không có ai qua lại hết. Nhuộm da không có ai thấy. Hiểu không? Thôi đi chỗ khác đi, tự nhiên ở đây ghê quá à. Trời ơi, yên tâm đi, ở đây nắng hấm lắm. Nhuộm da đã đâu? Đây nè, chút xíu có nắng lên liền. Nè, đó, tao thủ sẵn đồ nghề cho mày nè. Làm gì? Ngồi lên, ngồi lên. Ngồi lên hả? Ngồi lên. Trời ơi, mày chu đáo quá. Cho nó sạch sẽ. Đó, thấy chưa? Còn chút xíu mà nắng lên á, lấy cái dù này che. Dù của mày đây hả? Ừ, mày tại té ra. Che được lắm. Chút xíu khi mà tao nhuộm da cho mày xong á, là khi là mày đã khét da rồi đó. Rồi mày chết, rồi đốt xuống vui mày. Mày có tiền dưới mày xài. Mày điên hả mày? Mày cúng tao hả? Không có, quên. Tao mua về cúng mà tao quên. Phần quan trọng nhất, thuốc làm đen da. Là gì? Thuốc đen da. Mày không thấy nguyên cái vải đen hả mày? Ủa, có vải đen là thuốc đen hả? Ừ, vải đen là ở đen à. Ủa, cái túi mày giống túi thần kỳ vậy. Cái gì cũng có luôn hả? Có chứ. Nè, đây, chén đựng thuốc làm đen da. Gì cũng nói được. Cái túi này á là của ông ngoại rồi lại nha. Túi hỗ trợ. Đó, nên này là hàng ngoại nha. Cái này là cái túi của ông ngoại tao để lại á. Ừ, thôi được rồi, tao biết rồi. Bây giờ làm đi. À, bây giờ sao? Nè, chét đi. Chét thì phải có cọ. Để tao chét. Có tay không chét tay, chét cọ. Mày cởi áo ra trước. Chét chân đi. Tao quất cái người mày trước, xong mới tới cái chân. Ừ, cái người mày dày lắm. Cũng hên là tao có thủ áo sẵn á. Đây, tao làm hai cái tay với là bên vai mày trước. Đó. Đây. Tao đổ nước này ra. Mày làm lẹ lẹ đi, về mày ơi. Về cái ngồi gì? Ngồi đây ghê quá. Đợi chút xíu, nắng lên là xong liền hả? Ú, chết chà. Biết gì không? Cái gì vậy? Cồn tao pha với lại sữa em bé. Trời ơi, hèn chiên hôi mùi cồn quá. Mày chết cồn lên người tao hả? Cồn á, nó tác dụng với lại ánh nắng mặt trời. Xong xuôi á, tao thấm lên rồi tao bật hột quẹt đốt cái là mẹ luôn à. Mày khùng hả? Hả? À, không có, mày sẽ đen da luôn. Được không mày? Được. Hét xíu thôi hả, không gì á. Đưa tay đây. Hả? Đó. Chét phải chét vậy nè. Chét vậy nè. Đó. Ê mày chét, tao nhìn thấy đó, thấy giống đây. Như là người ta hay tha mỡ mấy con heo, mấy con gà chuẩn bị chiên quá vậy. Ừ, thì tao đã nín chiên mày mà. À, không có. Làm tao rối. Tao đang tập trung để làm việc cho mày. Mày làm tao quán không à. Giở cánh lên, giở cánh lên. Ê, thôi khỏi, này khỏi đi. Cái đó khỏi hả? Ừ. Bây giờ qua tới cái cổ nè. Từ cổ lên mặt nè. Đó. Cổ. Giở bổng lên. Cần cởi quần không? Chút xíu mới cởi quần. Cởi luôn hả? Chút xíu cởi hết luôn. Cái gì cũng cởi. Nhỏ quá. Nhỏ. Ê, hai thằng kia, tụi bay làm chuyện bậy bạ gì đó. Trời ơi, thanh thiên bật nhật tụi bay làm gì đây? Trời ơi, cái gì? Đâu có gì? Ơi. Dạ, tụi bay ở đâu tới đây? Ở đây là chốn linh thiêng, chứ không phải đất dòng họ nhà mày. Tụi bay ra đây làm gì? Làm chuyện ô uế hả? Đâu có nữa hả? Đập tụi bay bây giờ. Chạy. Đồ cái thứ bất dạy, đồ biến thái. Mày lại nói gì mày? Núp. Ê, tao núp vậy. Mày thấy tao núp kỹ chưa? Mày nhắm ổng có thấy tao không? Được, mày núp kín lắm, núp kỹ lắm rồi đó. Ừ, xuống đi. Trời ơi trời, mày núp lồi nguyên con gì mà kêu ổng không thấy mày. Nhà tao yên tâm đi. Mệt quá. Ôi trời, nóng quá. Ai kêu lên gì cho nóng. Trời ơi, đâu ra ông già ố đâm vậy?
Thằng quỷ, sao mày nói nghĩa địa không có người? Tự nhiên ở đâu thù lù nguyên ông đó, ông dí ông đập gần chết vậy? Ông già đó là ông già coi nghĩa địa, lâu lâu ông mới trồi lên thôi á. Ai biết hôm nay ông sao ông trồi lại dữ vậy? Vừa làm ăn được gì hết trơn. Mày đỡ chưa? Ai mà công nhận nha, hôm nay tao thấy mày bóng quá. Ai chét dầu vô mặt mày vậy? Mặt mày chét với ai? Tao chét mà tao quên ta. Ông già ở làm nó rối luôn. Ê Tấp Bảnh, hả? Tao hỏi thiệt về cái này nha. Lúc mày chét dầu lên người lên mặt tao á, cái vẻ mặt của mày có lộ ra cái vẻ gì thèm khát tao không? Sao ông già nó chửi tao với mày biến thái vậy? Cũng có một chút. Hả? Không có. Ông trời ơi, ông già làm tao rối, mày làm tao sẵn luôn à. Ê, chuyện gì vậy? Nghe. Hả? Mày chét cái gì lên người tao mà sao nó ngứa quá, nó phỏng da rồi, nó nổi mẩn, nó phồng lên luôn rồi nè. Trời ơi, tại da mày mỏng quá đó. Nhưng mà ai hại mày vậy? Hả? Mày chứ ai? Hả? Mày chét cái gì lên người tao vậy? Đâu có đâu, tao học theo cái cuốn bí kíp đó. Cái cuốn bí kíp đó chỉ có chút xíu tao pha dầu ăn nè. Tao chiên lên, cái đó bỏ chút xíu nước mắm nè. Rồi dầu cù là tao bỏ vô chút xíu nữa. Rồi bỏ thêm chút xíu bột nêm để cho nó có mùi, có mùi thịt heo á, để cho mày có mùi heo một chút xíu cho nó thơm. Rồi da nó mới thâm. Rồi sao mày không hầm tao luôn đi? Mày khùng hả? Không biết kiếm nó chỉ vậy. Trời, rồi, bây giờ ngứa muốn chết luôn rồi nè. Nhuộm da cái gì không biết mà bây giờ thấy da tao phỏng hết luôn rồi nè. Cày tráng mới phỏng xíu rồi lam sùm. Để xíu đi mua thuốc cho. Nè, của bí kíp nó chỉ nè. Bí kíp nữa hả? Ừ. Nè, cái bàn tay nè. Mày ngứa bàn tay thì từ có cái cách chỉ. Chỉ cách gì? Rồi, có rồi. Nè, thấy không? Ừ. Nè. Ngứa bàn tay phải không? Ừ. Rồi, đây đó. Nhìn anh đi. Lẹ Tấm Ảnh ơi. Ngứa quá mày ơi. Rồi. Đâu? Mày ngứa chỗ nào? Đây nè, ngứa đây nè. Nè, ngứa chỗ này phải không? Gì vậy? Mày khùng hả? Trong sách nó chỉ á, ngứa chỗ nào chặt cái đó. Mày điên quá. Mày chặt rồi đứt tay tao sao? Ừ ha. Đứt một tay mày còn có một tay le que kỳ lắm. Đi mua thuốc đi ông nội. Ừ, đi mua thuốc. Trời đi ơi thuốc. Đợi tao. Mua thuốc. Lẹ đi. Giữ cú bí kíp tao nha. Tao chặt cú bí kíp mày luôn á. Về đây gặp nó làm chi, không biết nó hại không mà. Thiếu miếng nước đi tía. Sao mày chưa ngủ? Có chuyện gì muốn nói với tía hả? Dạ tía, con muốn đổi công chuyện làm. Bộ cái chuyện buôn bán giờ nó có gì không ổn sao đòi đổi công chuyện? Dạ không phải, tại con muốn ra ngoài học hỏi thêm, ra ngoài làm việc giống như chị Đào vậy đó. Chứ con không có muốn mà hả phải ngồi trong góc trong xó giống như đó giờ vậy. Con không thích tía ơi. Tính của con khác, tính của con Đào khác. Con Đào á là nó có cái tính hướng ngoại, còn con á là cái tính hướng nội. Cho nên là con không cần phải thay đổi gì hết. Chị ngồi cái gì? Ông à, tôi thấy con Mận nó nói vậy thì đâu ông cho nó thay đổi công việc thử xem sao. Con cái trong nhà này á, đứa nào tính hết ra sao tôi biết hết. Con Đào á thì miệng mồm nó giỏi giang, nó ra ngoài nó giao tiếp với người ta được. Còn con này á thì không có giỏi giao tiếp. Trời đất ơi, phải cho nó thử thì mới biết nó phù hợp hay không chứ. Tôi đã nói rồi, không có phù hợp. Nói vậy không sợ nhỏ buồn hả? Nó buồn cũng chịu thôi. Tôi nói cho bà nghe, để mà đào tạo được một đứa mà giỏi giang về cái công việc mà trông nom cái cửa hàng trái cây của mình á, không phải là đơn giản. Nó thuần việc rồi, bây giờ đưa một người khác vô để học hỏi cái chỗ nó thì học bao nhiêu lâu được thành thục như nó, cái đó đâu phải là giỡn.
cho nên là tôi không có đổi gì hết. Cứ để yên vậy đi. Trong nhà này có một mình tôi mới được hành hạ nó thôi nha. Ê, gì trời? Út Mận ơi, Út Mận ơi, có chuyện gì vậy Út Mận ơi? Sao vậy? Tí mới chửi hả? Không có gì hết đó. Sao vậy? Kể chị nghe coi. Chị nói nữa, chị nói nữa em hành hạ con đó đó, chị tin không? Không nói hả? Không nói thì thôi. Ê, ê, ê. Hả? Sao má? Có chuyện gì mà má? Có chuyện gì mà sao tự nhiên má vui vậy? Bước đầu đã thành công rồi, thành công rồi. Thành công gì má? Hôm nay á, con Mận nó xin tía của bay đổi qua làm công việc của con Đào. Vậy hả? Rồi tí có cho không? Dĩ nhiên là ông không cho rồi. Lúc mà ông nói ông không cho á, mặt của con Mận sụ một đống vậy nè, nhìn thê thảm dữ lắm. Rồi hả má đó hả má, có chém vô không? Sao không chém? Tao giả bộ tao nói với ông á là thôi, để cho con Mận nó có một cơ hội nó thử thách đi, cho nó làm công việc của con Đào đi. Ông không, không, không. Trời ơi, con Mận nó giận nó bỏ vô trong luôn. Vậy hả má? Vậy hả? Vậy là coi như bước đầu kế hoạch của mình thành công nè, rồi đó má. Nhưng mà con phải nhớ cái nhiệm vụ của con nghe chưa? Phải tiếp cận gần gũi an ủi con Mận để ly gián tình cảm chị em của tụi nó. Con biết rồi má, yên tâm đi. Kỳ này ba chị em của nó hả, đứa nào cũng phải chia rẽ hết. Chết chắc luôn chứ ở đó. Sao tự nhiên đứng nhìn tôi dữ vậy? Anh có người yêu chưa? Tôi chưa có. Vậy anh có cảm tình với ai chưa? Chẳng lẽ hắn có tình cảm với mình như mọi người nói? Không được, mình không để cho anh ta có cơ hội đâu. Mình phải tìm cách đuổi anh ta về thành phố sớm mới được. Trời, sao tự nhiên Lê hỏi tôi như vậy? Đâu có gì đâu, tại tôi nhiều chuyện. Không, tại tôi tò mò quan tâm, vậy thôi à. À, hồi hôm á, tí nói còn vậy chắc con buồn dữ lắm phải không? Trời ơi, má nghĩ sao mà không buồn chứ được hả? Mã hả, con thấy tí cũng kỳ nữa. Chị Mận nè, chị đâu có thua chị Đào gì đâu. Mà tí hả, lúc nào cũng Đào ơi, Đào ơi, Đào không hà. Không có thấy chị Mận đâu hết trơn á. Thôi, đừng có đụng tới nỗi đau của ông Mận nữa. Để từ từ á, rồi dì tìm cách thuyết phục tí của con nha. Nè con, Mận, phải ăn miếng Mận đi con. Bảo đảm hả, là hai má con em sẽ giúp chị hả thuyết phục tiếp. Thôi bỏ đi, tía mà đã quyết định cái gì rồi á là không có thay đổi được tía đâu. Với lại hồi giờ á, con toàn ở trong nhà không à gì, bởi vậy tía con không tin tưởng con cũng đúng thôi. Thì á, thì tại là vì tía chưa có cho chị thử sức, chứ cái chuyện mà đi ra ngoài hả, kiếm tiền hả, rồi tìm mối lái, ai mà chả làm được. Thì bởi vậy á hả, tía không có tin tưởng chị, không cho chị làm á là bởi vì tía sợ hả là chị chiếm hả mất chỗ của chị Đào, sợ là chị Đào hả mất chỗ đứng trong nhà này đó. Là tại sao? Là tại vì con nó Mận, con hiền quá. Mà thường thường á, hiền á thì thua thiệt. Đây cái Mận đây nè, thấy không?
con cầm con dao con xẻ nè, thấy không? Hiền quá là bị người ta ăn hiếp à. Đó, à, muốn ăn ăn à, đó ăn đi. Đó, thấy chưa? Nè, người ta muốn ăn vậy là ăn à. Ăn đi con. Thiệt, đó giờ con không có để ý ba chuyện này đâu. Giờ nghe gì với Thơm nói vậy, con thấy bất công quá à. Quá bất công. Ừ, buồn hết sức. Thưa dì. Ừ. Ê, sao giờ này chưa ra cửa hàng nữa vậy Út Mận? Em mệt nên em không có ra cửa hàng nổi. Chết mồ không? Bị gì vậy? Chị coi coi. Trời, hình như người nóng nóng rồi. Uống thuốc gì chưa? Kệ đi, em tự lo được. Sao vậy? Không được đâu. Đi 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 đi. Vô chị cào gió cho, uống thuốc. Đi. Ôi, trời khổ ghê á. Đi vô chị nấu cháo cho ăn. Đi. Kỳ này á, hai chị em nó thế nào cũng xích mích nè má. Trời, má còn mình ra tay mà. Ủa Đào, sao có mình Đào dọn vậy? Út Mận đâu rồi? Út Mận hả? Út Mận nhà em á, bữa nay nó bị bệnh rồi. Nó mệt, nó nhà, cho nên bữa nay em dọn phần của nó luôn nè. Sao cái tướng mập mạp gì mà nó bệnh là bệnh sao ta? Trời ơi. Thấy vậy cho nó yếu xìu à anh ơi. Ủa, hồi nãy bà Đào dắt Mận vô rồi bà có nói gì không? Không, tôi giả bộ vậy thôi để bà ra cửa hàng trước. Chứ tôi đâu thích đi chung với bà đâu, hiểu không? Thôi, qua đó nhanh đi rồi về. Nên. Cái gì đâu? Ê, Mận kìa. Mận. Ủa, chị Đào à. Em đâu có nhờ chị dọn cửa hàng phụ em đâu. Sao chị tài lanh quá vậy? Sao mà lúc ở nhà chị nghe nói là em mệt mà. Sao mệt mà tự nhiên ra đây làm chi vậy? Thì chị dọn hàng cho có sao đâu. Chứ tự nhiên mình đóng cửa hả? Mất mối uổng lắm luôn á nha. Em nói là em mệt, chứ em không nói là em đóng cửa. Không có ai mượn chị làm đâu. Chị giỏi quá thì chị đi ra ngoài chị làm giao tiếp bên ngoài đi. Còn chuyện trong này hả? Để em làm. Không có ai mượn chị làm đâu. Chị đừng có tài lanh như vậy. Đủ à. Rồi nha. Bữa nay nó bị gì á mọi? Út, em bị gì vậy? Ủa, thì ai biểu chị tài lanh chi? Công chuyện của ai á thì cứ nói mận đi. Tự nhiên hả? Đi mận công chuyện của người khác. Ủa, một cái ý đồ gì hả? Ê, nhỏ kia. Chỗ chị em người ta nói chuyện mắc mới gì tới cô mà cô xí vô vậy? Thơm cũng là người trong nhà chứ bộ. Đúng rồi. Thơm cũng có quyền lên tiếng. Út, sao bữa nay em đi chơi thân với nó? Đúng rồi, chị không nghe chị Mận nói hả? Chị á, mà hả, nói gì nữa hả, tôi về tôi mét tía nha. Chơi thân với mấy người có hai cái kiếm lên cặp chân mày không có tốt đâu. Em đi. Đi Mận. Anh thử kêu một tiếng nữa đi. Anh có chuyện với tôi liền luôn á. Nè à, vậy nghĩ nói. Vậy là sao? Vậy là bữa nay em chơi với nó đúng không? Em không có thích chị phụ em dọn nữa chứ gì? Đúng, chuyện ai nấy làm. Đúng rồi, gặp tôi đi về rồi. Tôi không có thèm nữa. Đúng rồi. Anh thấy em làm vậy bậy quá. Mình mới biết kiềm chế là chứ em. Em bậy quá vậy. Mệt quá. Anh lại nhảy hoài anh không thấy mệt hả? Trời ơi, anh nói cho em nghe. Tại anh thấy em gây lộn với lại bé Đào. Sao tự nhiên giờ như gây lộn à? Em nói chuyện có gì hết trơn á. Không gì hết trơn. Thì đó giờ bé Đào cũng làm việc của em. Bây giờ làm nữa thì có sao đâu. Hai chị em có chuyện gì hả? Đã nói là không có gì mà. Em giờ anh thấy em sai sai sao? Anh nói em sai hả? Đúng rồi. Cái gì? Đâu có. Ý là đâu có gì đâu. Ý nói á, là anh thấy hiện tại bây giờ em với mẹ con bà Năm á, bà Năm con Thơm á. Rồi sao? Trước đâu có thân đâu. Làm gì giờ thân như vậy? Một bữa hổm hẹn nhau đánh đuối sắt hay sao ạ? Ê, từ trước tới giờ anh có thấy em chơi đánh bài bao giờ chưa? Mà anh nghĩ sao vậy? Ba tay làm sao mà chơi tứ sắc? Ừ, mày muốn có chơi thì rủ anh. Thôi nha, em đang bực mình á.
giờ em với lại Thơm với bà Năm là không có nói chuyện nhiều, cho nên là không có hiểu nhau. Vợ thân rồi. Nhưng mà phải cẩn thận đó, hai mẹ con nó không có hiền đâu nha. Nhất là bà Năm, cái mặt bà y chang như là cái bà Đào Thị trong phim Phạm Công Quốc Hoa, là cái bà mà hại Lý Hùng với Diễm Hương á. Bà nói coi nè, còn cái con Thơm á, hai cái cặp chân mày của nó giống như là vác hai cái dao găm ra đường vậy đó. Cái người thì ốm nhách, trắng bóc như là bạch tạng vậy đó. Làm sao mà mập mạp mà mỡ nhiều như là người yêu của anh được. Cái gu anh thích mập. Anh mới nói cái gì? Anh nói em mập. Nói lại đi. Anh nói em mập, nhiều mỡ anh thích. Đâu có hiểu lầm nữa rồi. Ý anh đâu phải vậy đâu. Mệt quá à. Anh với mấy người khác y chang nhau hết á. Ai cũng nhìn có một phía mà nói không à. Không bao giờ nhìn hai phía hết trơn á. Em bậy không à, nhìn hai phía là mắt lé đó. Lé tẻ ra hai hướng này nè. Vậy bây giờ anh muốn lé không? Em cho anh lé bây giờ luôn. Đâu có, lé xấu lắm. Mệt quá. Anh tên Tám Bảnh đó mà lần nào gặp anh em cũng bực hết đó. Đổi tên đi, Tám Bực. Trả cái nón đây. Mận. Mận miết gì? Mận. Không được kêu nữa. Đi từ từ thôi, con chân rớt mỡ của anh nghe. Đừng có nói nữa, đi về đây. Ủa nghe hả? Ôi. Quê. Nước nóng đó con. Dạ. Uống rồi mới biết là nước nóng hả con? Như vậy là trong người của con còn nóng hơn là nước nóng phải không? Vậy là trong người có chuyện gì bực bội nè? Con tức quá dì ơi. Tức chuyện gì nữa dì nghe coi. Hồi nãy á, con đi gặp ảnh, con tưởng á là sẽ được an ủi này kia. Ai về đâu con ôm thêm cục tức về nhà nữa này dì. Ảnh? Tấm ảnh phải không? Nó chọc con cái gì? Trời, dì nghĩ đi. Con với Đào cãi nhau. Con tức quá con mới tâm sự với ảnh. Ảnh không binh con thì thôi, con cũng không nói. Đằng này ảnh còn kêu con sai nữa. Ảnh binh ngược Đào nữa chứ. Trời ơi, cái này mới là vô duyên à nghe. Ủa, nó là bồ của con mà. Cho dù con đúng hay là con sai, nó vẫn phải binh con thì mới đúng nghĩa là người yêu phải không? Tự nhiên sao lại binh con Đào? Chà, binh con Đào hả? Chắc con Đào bỏ bồ mê thuốc lú gì đó, nó mới hùa theo con Đào, đúng không? Tội nghiệp cái số con, vô phước quá. Nè, cái móng tay này mày mốt đừng có để bằng, phải để dài và nhọn nha. Để làm cái gì? Để cào nát mặt nó cho tao, nghe chưa? Đó, phải nhọn vậy nè, nó cào được mặt nó. Không có gì phải tức hết. Nghe. Nè, uống miếng nước đi con. Để gì vỗ cho nó nhọn nhọn nha. Mai mốt đừng có để cục tức trong người. Giận gì cứ cào nó đi. Đẹp ghê chưa. Ủa sao tắm sớm vậy? Thì nóng nực quá em đi tắm thôi. Chị nói nghe nè, dạo này sao thấy em thân với má con dì Năm quá vậy? Thật ra thì chị cũng không có ý gì, nhưng mà chị muốn nhắc Út á. Mình á, mình còn nhỏ nên mình chưa có tiếp xúc được với nhiều người, nên mình không có phân biệt được, hiểu không? Mấy người mà người ta ngọt ngào với mình vậy á, người ta hay... Thôi nói chung á, là em chơi, nhưng mà em đừng có cả tin quá, hiểu không? Em thấy không, bà dì Năm á, em nhìn cái mặt bả coi, y chang như cái bà mà đóng trong Phạm Công Quốc Hoa, đóng vai Tào Thị á, bà mẹ ghẻ đó. Bộ em không biết hả, bà ác lắm, bởi em chơi phải cẩn thận nghe không, hiểu không? Cái chuyện đó chị không cần phải lo cho em đâu, người tốt người xấu em biết phân biệt mà. Trời trời, cho ăn bùa mê thuốc lú gì nhỏ Út thua rồi. Con chào dì. Chào con. Đẹp không? Dạ đẹp. Đồ mắc tiền mà. Đừng phá con.
Thích hả? Ừ, son đó màu mới bây giờ đó. Ừ, đẹp không? Ừ. Này đồ nước ngoài luôn hả gì? Ừ. Đã quá à. Ê, làm gì vậy? Con tính coi thôi vậy. À, con đánh thử đi. Thôi. Đánh đi. Con chỉ coi thôi chứ con đâu biết xài mấy thứ này đâu vậy. Thì tập xài thử coi. Cái mặt của bay á, nhìn cũng được á. Đánh miếng son lên thử coi. Thiệt đánh hả đi, gì? Thiệt mà. Mã này xài sao vậy? Trời ơi, đây nè. Ờ, khoan khoan khoan. Cầm vậy nè, con cầm vậy gãy cái son hết làm sao? Nhẹ nhẹ thôi con, đèo quá gãy son. Đâu đâu coi coi. Đó. Trời đất ơi, ta nói cái mặt của bay đang trợt trợt vậy đó. Mà đánh tí son lên hả, cái mặt nổi liền, đẹp hẳn ra luôn vậy đó. Thiệt không gì? Trời, hồi giờ cũng đứng bán không à. Chứ con có biết ba cái trang điểm này đâu. Bởi vậy ta nói thiệt á. Thấy bay á, tối ngày cứ ở trong nhà kiểu này á, thiệt thòi quá. Làm sao bằng mấy đứa ngoài đường. Thấy vậy vì cầm lòng hỏng đậu á. Thương con dữ lắm con biết không? Nhưng mà con cứ qua lại nói chuyện gì hoài. Cái hai chị con nói ra nó vô tùm lum hết đó. Nói gì? Tụi nó nói gì? Hai chị kêu con là coi chừng gì á. Trời đất ơi, cái lũ mất dạy. Vì từng tuổi này rồi mà làm như còn nít vậy, phải coi chừng gì? Dạ không phải. Ý của hai chị là đừng cho con tiếp xúc với gì nữa. Bớt bớt lại, đừng nói chuyện với gì nhiều nữa. Nói vậy mà cũng nói được. Vì nói thiệt á, vì thương con lắm. Vì coi con á cũng giống như con thơm con gì vậy đó. Tại vì á, vì thấy bay thì thòi nhất ở trong nhà. Rồi bây giờ á, hai đứa nó thấy dì thương con quá, cho nên nó muốn cắt đứt cái tình cảm giữa con với dì. Nó mới tìm cách nó ra nó vô vậy đó. Chứ bày thấy không, dì có bao giờ làm điều gì ác với con không? Dì có bao giờ dì hại con không? Dì thương con vậy thôi chứ nói làm như dì ác lắm vậy. Con hiểu gì mà. Mà tại hai người đó không hiểu thôi. Con hiểu gì là dì mừng rồi. Dì không cần ai hiểu hết á. Chỉ cần con hiểu gì là dì mừng. Nè, mai mốt á, cần gì á, nói gì một tiếng nghe chưa? Dạ. Ừ. Nè, tặng con luôn á. Thôi, con không lấy đâu vậy? Lấy đi. Tặng đó. Con cảm ơn dì. Ờ. Dì đừng buồn nữa nha. Ừ. Con lên cất cây son rồi ra cửa hàng luôn nha dì. Ờ con. Dì đừng buồn nữa nha. Ờ, dì biết mà. Con đi như vậy đó. Tiêu cây son. Đàn bà gì đâu mà giữ như cọp cá vậy. Sao không giữ được? Mấy người đứng ngay nhà tôi la lối hôm sợ mà. Tôi nói thiệt với bà nha, ai mà lấy trúng bà đó là cũng xui tám đời. Hả? Cái gì? Ông nói cái gì? Trời ơi, cứu người như cứu quả. Tôi nói cho chị nghe, chị mà không cứu trận này là tôi chết. Anh chị tôi chết. Nhục nhã với dòng họ bà con, nhục nhã với xóm giềng. Chị làm ơn đi. Cứu một mạng người như xây 7 cái chùa. Chị cứu cả dòng họ là chị xây một cái chung cư chùa rồi. Cái chốn gì mà vắng tanh à. Không một bóng người. Muốn kiếm một cuốc xe ôm cũng không có nữa. Trời ơi, nhìn đâu cũng thấy toàn ruộng là ruộng không à. Biết tìm ở đâu đây trời. Không có một cái bảng chỉ trên đường nữa chứ. Trời ơi, tìm ở đâu bây giờ? À, anh ơi, cho tôi hỏi thăm một chút. Anh có biết Hỏi gì? Hỏi thăm hả? Hỏi thăm chú. Anh qua đây. Chờ tôi chút. Trời ơi. Trời ơi, cái cầu này mà không thấy. Ủa bà chị, hình như không phải người ở đây. Ở xài phố về hả? Đúng rồi. Anh Tìm nhà ấy. Anh làm ơn cho tôi hỏi nhà của thằng Tám Bảnh mà con Sáu Chảnh ở đâu vậy? Tìm nhà thằng Tám Bảnh. Dạ. Nhà nó.
Ủa chỗ nào ta? À, đây. Hướng này qua cầu này, đi thẳng qua đó, độ khoảng chừng 500 mét. Nhìn bên tay phải có hai căn nhà, thấy không? Trong đó một căn nhà là của nó đó. Vậy hả? Cảm ơn anh nha. Nhưng mà đi không được hả? Qua cầu hả? Tôi lỡ qua nước này sạch lắm, nước này uống được mà. Tôi đi qua chứ tôi đâu có khát nước. À vậy hả? Ai biết đâu, tôi sợ chị té xuống chị uống nước chứ. Rồi. Cái này ta gọi là cái vali đúng không? Đúng. Vali nhẹ dữ ta, đựng bông gòn trong này hả? Ê, trời, được không vậy anh? Từ để tôi cổ nó qua bên trước ha. Rồi, chị qua được không? Qua được không? Tôi không biết đi, để tôi đi thử cái coi. Nè, nhìn dính cái cây nè. Nè, nắm tay tôi. Dính tôi. Được rồi. Một phật. Ủa mà chị là thứ mấy? Tôi là dì của nó. À vậy hả? Dạ. Đi thế này. Tại lâu quá tôi không có đi về dưới đây, thành ra tôi quên đường mất tiêu rồi. Dạ cảm ơn anh nha. Giờ đi thẳng phải không? Đi thẳng đây nè, quẹo qua đây là tới liền. Dạ. Khoảng 500 mét. Dạ. Qua cầu rung quá, quên đường mất tiêu rồi. Dạ. Tôi đi nha, cảm ơn anh nha. Ôi trời ơi, người xài phố sao thơm quá. Bà nội cha không dám tắm sạch cái tay luôn. Bây giờ có rớt xuống cầu cũng đưa cái tay lên vậy. Để đi đường hửi cho nó đã. Trời ơi, bảnh này là bảnh. Tao lại mày ngâm cú lẹ lẹ giùm tao coi. Mày ngâm gì, ngâm hoài vậy? Mày ngâm riết rồi rụt luôn đó. Lẹ đi, tao đang nóng ruột mà. Thất bại. Đang thất bại rồi. Phải nghiên cứu kỹ cho nó thấu đáo, nếu không sẽ thất bại nữa. Thì biết là vậy, thất bại rồi tao mới kêu mày ngâm cú lại. Mà mày ngâm cú lẹ lẹ giùm tao đi. Người ta nói sao? Thất bại là mẹ thành công, đúng không? Đúng. Bây giờ mày đừng có ngâm cứu mẹ thành công mà mày ngâm cứu ông nội thành công á, là nó sẽ ra. Tao đang ngâm cứu tới tổ tiên nó luôn nè. Vậy đó hả? Được đó. Nhớ ngâm cứu nguyên cái da phả luôn nghe. Ra chưa? Hả? Có rồi hả? Khát được quá, cho miếng nước. Nè nước nè, uống đi. Uống. Có rồi đúng không? Sao? Hả? Không hiểu gì hết. Là sao? Mua lộn sách hả? Sách gì? Nó nói tiếng gì đâu không à. Trời đất ơi, mày mua sách gì vậy? Tao biết đâu, chắc tao mua lộn sách thôi. Thôi bây giờ muốn gì cũng phải từ từ. Bây giờ mày ngồi chờ đó đi, tao ra tìm sách cũ mua thêm vài cuốn sách nữa. Đọc sách thêm mấy tháng nữa là tao có chiêu mới cho mày à. Mày tin tao quất một cái vô bụng mày, mày ói ly nước ra không? Ói ra giờ lắm mày ơi, mày khùng quá. Để tao đi mua sách. Ai ói? Dì Mai. Dì Mai mới vừa tới là nghe ói. Dì Mai của tao đó mày. Ai ói? Dì Mai. Hả? Dạ vô đây ngồi nè dì Mai. Đây đã cuốn sách cho. Dạ con chào dì Mai. Thấy gì là thấy mùa xuân rồi. Dạ mời dì ngồi. Đường xá bây giờ nó lạ quá. Tao hỏi thăm nó 80 quận mới tới đây. Mà tao vừa mới tới thì nghe cái thằng nào nó ói rồi. Dạ con nè. Sao con đánh nó ói. Dạ dì Mai ngồi chơi. Ủa dì Mai lại à? Dì Mai là bà con. Bà con của tao. Là con. Dạ. Dạ con là bạn của ông Bảnh. Vậy dạ. Hả? Sao trời nắng vậy mà dì không xách dù đi gì hết vậy? Rồi trời nắng là sao? Nắng vậy mà tụi bay không cho tôi uống nước gì hết. Dạ mời dì Mai uống. Dạ. Dạ. Uống. Dạ. Giới thiệu với mày, dì Mai của tao. Dì Mai của tao mới vừa từ ở trển về. Ở trển về? Ở trển. Thằng quỷ này không nói sớm, tao vô trọng tao lấy nhang với bánh ra. Ê đúng rồi, nó còn nãy chuối kìa. Lấy cái mền luôn nha. Bảy, hai cái thằng này.
Tao ở xì phố về cho không có trở nó bển gì trơn á. Cái thằng quỷ này nó làm con liệu, nó làm con liệu. Ủa gì ở Sài Gòn luôn hả? Ừ. Ở Sài Gòn thì nó ở Sài Gòn, mày nói ở trển làm tưởng gì là thầy. Không phải Sài Gòn, chị đi từ ngoài kia hỏi đường về tới đây người ta gọi xì phố không, không có Sài Gòn. Dạ đúng rồi, dân ở quê mình á còn gọi là xì phố không à. Ừ. Vậy mà đừng có trách nó. Nó là bạn thân của con á, nó cũng thùng nặng y chang con vậy đó. nó là người ở bển vậy. Dạ bển là bên nước ngoài. Bên nước ngoài chứ không phải ở trển giống như gì. Y như nó nói. Dạ. Dạ. Vậy là thằng ở Mỹ, thằng ở Tây phải không? Dạ 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 đúng rồi. Mỹ Tho với Tây Ninh ha. Ủa, gì về đây có việc hay là đi chơi vậy? Trời, rảnh đâu mà đi chơi con. Vì về đây có một chút công việc, với lại sẵn thăm mấy người bà con quen biết vậy đó mà. Ủa, gì có bà con quen biết ở đây nữa hả? Có chứ. Ai vậy? Ông Hai Lợi đó. Ông á, là chủ vựa trái cây lớn nhất nhì ở đây luôn á. Có ba đứa con gái. Đúng rồi, ông Hai Lợi là cái ông mà ông có hai cặp trường côn vậy nè. Trường côn là cái gì? Là hai cây côn á, hai cái chân ổng giống hai cây côn vậy đó. Hai con điếu không á? Thì ra là vậy hả? Ờ, vậy là tụi bay biết nhà của ổng hả? Làm sao mà không biết chứ được. Trời ơi, qua bển rồi, thất bại về nè. Bậy không à, nói thất bại thôi. Chứ con là tám bẩm. Con sắp làm con rể tương lai con. Ủa, vậy đó hả? Ủa, chị, bà chị xe phố đâu rồi, lang thang đây chị xe phố. Ờ mà anh ơi, anh cho tôi hỏi nhà ông Hai Lợi mà chủ vựa trái cây lớn nhất ở đây, nhà ông ở đâu vậy? Hai Lợi hả? Dạ phải. Hai Lợi chủ trái. Ủa chị là sao với thằng Hai Lợi? Là bạn. Bạn? Bạn thân không? Hỏi nhiều quá à. Cốt hả? Ừ, thì cốt đó. Bây giờ có chỉ không? Tôi đi cốt, tìm người khác. Cốt là cốt ai nấy hốt hả? Ta còn sống nhăn mà hốt cốt gì cha. Nếu mà thân lắm mà chị phải về đây chứ, tôi thấy chị về đâu. Trời ơi, thì các ông bị lộn xộn quá. Thôi tôi không hỏi nữa, tôi đi à. Nè nè nè. Anh Hai Lợi, anh có nhà không chị? Kiếm Hai Lợi hả? Ờ. Quen sao vậy? Là bạn. Bạn gì? Ờ thì ổng đi lên thành phố, ổng thăm con gái ổng á, thì tôi quen. Giờ á, sẵn đi thăm người thân ở đây á, tôi thăm ổng luôn vậy mà. Kiếm thăm hỏi thôi hả? Ừ. Bình thường quá vậy. Ờ. Mà chị là gì của ông Hai Lợi vậy? À, vậy là tôi biết rồi. Chắc chị là chị của ổng phải không? Chị? Ừ. Nhìn sao nói chị của Hai Lợi? Ờ, thì thấy tướng giống đó mà. Vợ của Hai Lợi. Thiệt không? Không thiệt sao ngồi đây làm gì? Trời ơi, Hai Lợi xạo ghê. Có vợ đùm đùm đề đề mà dám nói ở mình nên. Ông không có nhà. Chị về đi, chừng nào ông có nhà qua kiếm. Ờ, vậy thì về. Bà đâu ta? Sao bà lại lão vậy?
Ông làm cái gì vậy? Qua đây. Đi ngoài kia. Tôi vô tôi thấy hình như chị đang ngồi bực bội rồi. Tôi hỏi có chuyện gì tôi giúp cho. Tôi sợ ông hai không có nhà là chắc ông đuổi tôi à. Bực bội cái gì mà sao biết tôi bực bội? Vụ gì vậy? Tôi thấy chị hình như không có dự ý à. Có gì không? Nói nghe coi. Có người mới kiếm ông hai lợi, thành ra hơi bực một chút xíu vậy thôi mà. Đi rồi làm sao nhìn thấy được? Không, hình như trong này nó có lưu lại hình ảnh á. Phải mập mập trắng trắng, bự, hai gò má bự bự đúng không? Đàn ông hay đàn bà? Có ai vậy? Đàn bà. Mập mập thì có mập mập, mà trắng trắng thì cũng cỡ tôi à. Mà sao không biết bả vậy? Ủa chị trắng lắm hả? Giờ không biết hả? Nhưng mà sao không biết bả? Mới gặp tức thì nè. Bả hỏi nhà chị tôi chỉ á. Bả nói là bạn của người cha hai lợi ở xì phố xuống đó. Ừ, bả cũng nói vậy á. Nhưng mà tôi nhìn thái độ của bả tôi cũng nghi nghi lắm mà. Đúng vậy. Chị nói tôi mới để ý. Bạn bè dù có thân dữ lắm cũng không lặn lội từ xì phố xuống đây thăm. Ừ. Tôi nghi có vấn đề gì bên trong. Ừ. Cũng có thể. Đi lâu quá hình ảnh nó không lưu lại nổi. Thôi tôi về nha. Đi đi. Về ha. Đi đi. Nhiều chuyện. Nực nồng luôn. Ê Tam Mạnh, làm gì vậy Tam Mạnh? Tao đang pha chế một chút thuốc nè. Được không đó mày? Được chứ sao không, sách ghi rõ ràng. Sách nữa hả? Một chút thuốc này. Sách của mày tao nghi quá. Yên tâm đi, sách mới dặn kỹ lắm. Mày sao mày pha thuốc mà mày gấp quá? Sao mà cái gì mày pha gì mà hỗn tạp trong đó vậy? Thêm một chút quá chất. Ê, sao tao nghe cái mùi gì mà lạ lạ giống như là mùi vẹt ni vậy mày? Thì nói đó. Cái gì vẹt ni mà người ta hay quét tủ thợ hả? Đúng rồi. Mày pha vô thiệt hả? Thiệt. Cái hướng của tao là gì á? Mày không thấy cái tủ thờ nào nó cũng bóng và đen hả? Phải không? Chỉ cần quét lên là mày giống y chang cái tủ thờ luôn. Ý mày nói là tao giống như cái tủ thờ hả? Ừ. Không phải. Ý của tao nói là cái hướng như vậy đó. Cái hướng của tao là làm cho mày đen bóng như cái tủ thờ luôn, mày hiểu không? Được không nội? Được. Rồi cuối cùng. Là cái này. Bỏ cái này vô pha luôn hả? Mày khùng hay cái gì á? Cái này để khuấy. Khuấy đều, khuấy lên. Ừ, mày làm sao nha? Mày làm sao tao leo lên tủ thờ tao ngồi mày khỏi nhìn thấy tao luôn á? Mày yên tâm, cái loại này tao đã thử với con heo ở trong chuồng tao rồi. Thiệt, hồi xưa nó đẹp lắm. Tao quét một cái là nó từ con heo nạc thành con heo mội luôn. Ghê vậy? Con vợ heo nó về nhận nó không ra mà. Đi lấy con heo khác rồi. Thôi mày xàm quá tắm mình đi. Được không? Được, được, được. Đã lắm. Bây giờ thử hả? Thử, thử, thử. Ê, cởi ra, cởi ra. Thôi mày quét đỡ trên da tao thử một chút thôi coi sao. Chứ rồi, có rồi, biết rồi. Được hiệu nghiệm hay không? Rồi, vậy mày cởi áo ra. Để ra. Hấp dẫn quá. Mày muốn ăn tao luôn hả? Không có á, tao liệu. Được, 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 mát mát. Ê, nó nhiễu quá mày. Thì phải cho nó nhiễu gì chứ. Nó nhiễu nó mới lan tỏa ra làn da của mày nè. Nó được, được á, nó mát mát ta. Ê, bây giờ nó muốn hết mát rồi, nó chuyển qua chế độ khác rồi. Sao? Nó chuyển qua chế độ rung rung nè. Đó, thì bây giờ bắt đầu là thuốc đó. Thuốc nó mới ngắm vậy vô. Ừ. Ê, nó chuyển chế độ nữa rồi. Chế độ gì nữa? Chế độ rác. Rác hả? Ừ. Đó, bắt đầu nó thấm đó. Vậy hả? Nó thấm như trong sách ghi vậy mà. Nó thấm lắm rồi đó. Ừ. Ê. Mà sao tao nghe mùi bắp nướng quá vậy? Bắp nướng ông nội, mày bắp tay tao nướng nè.
nó phồng lên hết rồi nè. Mày sức cái gì vậy? Ủa, trong sách đâu có ghi vụ phồng này đâu ta. Trời ơi, đâu đâu coi kỹ lên coi. Ai đó lột lột ra đảo mày. Gì vậy? Con bò hả? Ê, da tao nè. Da mày đó. Sao giống tấp bảo quá vậy? Mày nếm thử coi cái gì nó giống không? Tao nút vô họng mày, mày nếm đi. Trời ơi, không có, chắc là tao thiếu cái gì. Tao thiếu cái gì á? Thiếu gì nữa? Thiếu gì ta? Trời ơi, cánh tay tôi. Đúng rồi, tao thiếu cái nước mắm. Nước mắm hả? Mày có không? Nè, nước mắm nè, mới mua nè. Ủa sao có hay vậy? Thì nhà hết nước mắm rồi, định mua nước mắm để kho thịt. Đúng rồi, để tao bỏ cái nước mắm này vô. Mày bỏ vô là tao giết mày luôn á. Mày khùng quá nè, mày coi nè, trong sách nó in đậm nè, mày thấy không? Nè, có cái gì bỏ vô cái đó. Mày điên hả? Thuốc gì vậy? Thuốc khùng. Trời, cái tay tao nè. Trời. Khoan, nó còn thêm một dòng in đậm nữa nè. Dòng gì? Nếu bạn bị phòng rác thì nên chạy ra nhà thuốc mua thuốc sức vô. Chúc bạn may mắn lần sau. Nếu không bị hoại tử da. Trời ơi, tao trét vô họng mày liền đó. Để tao đi mua thuốc lẹ lên. Tao đi mua thuốc. Trời ơi, trời ơi tao bệnh ơi. Bí kíp mày sao kỳ vậy trời. Tao bệnh đây là tao bệnh. Chắc tao nhai cuốn sách mày luôn quá. Trời ơi. Trời ơi trét. Sao tôi bị nó gạt hoài vậy trời. Nó làm theo thí nghiệm của nó không vậy trời. Gấp lắm. Em cũng gấp lắm nè. Gấp lắm luôn á. Mà anh gấp chuyện gì vậy? Em gấp nhiều hơn anh không? Nhiều thì em kể đi. Em kể chuyện gấp em ra đi. Trời, em gấp lắm. Em đi kiếm anh nè. Chuyện của Út Mận đó. Cái gì chuyện Mận hả? Ừ. Chuyện Mận sao? Nè, anh á, anh thương Út Mận lắm đúng không? Đúng rồi. Vậy anh đi nói chuyện với nó làm sao đi nha. Lúc này con Út Mận nó kỳ cục lắm. Cứ ăn nói không kiếm chuyện với em với chị Lê hoài à. Anh mà không nói là em với chị Lê không thèm chơi nó luôn á. Trời gì hả? Yên tâm để anh qua chăm sóc Út Mận cho. Ừ, vậy là Út Mận giùm em nha. Ừ, qua Út Mận giùm em. Đi. Ê, khoan. Cái gì? Nói cho em nghe, có chuyện gì mà gấp vậy? Chuyện nãy đó. Cái gì gấp của anh hả? Ừ. Cái chuyện gấp của anh là hồi nãy thằng Hải ở nhà. Hả? Anh Hải? Ừ. Anh Hải sao vậy? Thằng Hải nó bị bốc. Cái gì? Anh Hải bị BD. Không có. Anh đang chạy nên cái tiếng của anh hơi bị lạc. Thật ra nó bị bỏng nặng. Anh Hải bị bỏng hả? Nó bị bỏng là bị phỏng á. Anh Hải bị bỏng. Nó nằm ở nhà kìa. Anh Hải bị phỏng hả? Ừ. Chết rồi, vậy bây giờ em qua chăm sóc nó đi. Mau lên. Vậy bây giờ anh đi lo cho cô Út Mận nha. Em rồi, đi lo rồi, cho rồi. Anh Hải nha. Ừ, được rồi. Ê, lộn đường rồi. Ừ, lộn. Trời ơi trời. Anh Hải. Trời. Tâm bệnh ơi là tâm bệnh. Kiếp sau mà có nữa tao cầu mong cho đừng có gặp mày nữa tấm bảnh. Trời ơi sao mà nóng quá vậy trời. Không được, nước này dơ lắm. Ây da, còn cái nước này cũng như vậy. Anh Hải ơi trời, anh tám bảnh đó là anh bị bóng hả? Cái gì? Hồi nào anh mới nói em kìa, anh bị bóng. Anh không bị bóng có. Ta đàn ông mà. Trời, không phải. Tự nhiên tôi bị liệu theo tấm ảnh à. Anh nói anh bị bỏng. Đâu rồi, đem coi. Nè. Đâu? Trời. Trời, sao mà ghê dữ vậy nè. Đó, tác phẩm của thằng tấm ảnh đó. Trời, sao mà em nghe nồng nặc mùi nước mắm như vậy nè. Nước mắm là nguyên chai trọng kìa. Nó pha thuốc. Nó trộn cái gì tùm lum của nó. Nó nói sách vở nó dạy. Rồi nó định pha nước mắm mà hên anh cản. Nó chưa pha nước mắm mà nó đã ra vậy rồi nè. Nó bỏ nước mắm vô thành cánh gà luôn á. Trời, mấy anh điên hả? Tự nhiên cái lấy nước mắm cái chét lên đây à. Cái gì cũng có lý do nguyên nhân của nó. Dở rác quá. Coi nè, coi. Ê, đừng có đụng tay vô. Đợi em chút xíu nha. Em đi kiếm nước em lau lại cho. Không thôi là nhiễm trùng dục nguyên cái tay luôn đó. Vậy hả? Ngồi im nha. Ừ. Trời ơi trời. Còn gì là làn da của tôi nữa trời. Hải, mày đừng có chết bỏ tao vậy. Hải, trời ơi là trời. Hải ơi, trời ơi, thuốc mình là máu tan biến rồi hả ta. Hải ơi, mẹ đâu lên tiếng đi để tao hốt mày lại cho gọn. Hải ơi. Tao chưa có chết được đâu.
Hải. Mày còn sống mà làm sao tao có thể chết được tấm bảnh? Mày còn sống mà Hải? Tao phải sống tới cái ngày cuối cùng để tao chứng kiến mày đi trước tao. Trời ơi Hải ơi, mày hại tao quá tấm bảnh nè. Trời ơi, nhìn cái làn da của mày giống canh gà chiên nước mắm vậy mày. Mày ăn không? Mua mấy xì rượu về nhậu luôn á. Mày nhậu không? Trời ơi, mày còn sống tao mừng quá. Hải ơi, nè 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 nè, tránh ra chỗ đó đi, để em lao cho ảnh nè. Đừng lao bậy bạ, có thuốc rồi. Đi ra đi ra đi ra. Em lao bậy bạ gì vậy, có thuốc mà. Ôi đừng có lao bậy bạ mà, trời ơi. Ra con. Từ từ, quay qua quay qua quay qua. Đó thấy chưa, cái mỏ nó kìa. Từ từ, mà làm gì á, tự nhiên cái đi trét ba cái tùm lum tùm la lên da. Đâu có đâu, tại vì nó muốn làm trai miệt vườn nên nó mới vậy á. Nó muốn nhuộm làn da nâu như con trâu nó mới chịu. Trời, ai vậy? Ai mà khùng điên suối làm mấy cái chuyện kỳ cục vậy? Mày đừng có đổ thừa cho tao. Không có, không phải anh. Mà đây là cái ý của nó. Thiệt á là nó dặn anh. Nó dặn anh là đừng có cho ai biết là nó muốn làm rễ ông hai lợi. Thôi được rồi, nói thẳng luôn nè. Nó muốn lấy lòng em. Nó nghĩ là ba của em á sẽ thích trai miệt vườn hơn, có làn da giống như người nông dân hơn, nên nó mới làm vậy á. Nói luôn. Em về nha. Trời hả? Thấy được rồi mày. Được quá. Được cái đầu mày chứ được. Nhưng sao bỏ chạy về luôn rồi kìa. Bỏ chạy về không? Tại mày không để ý á. Trời ơi, hồi nãy là cầm cái nón lá muốn bẻ trong cái nón lá luôn á mày. Rồi á cười á, lòi hai cái đồng tiền ra. Đã lắm. Điều rồi đó. Cười mũm mỉm luôn. Thiệt hả? Ừ. Nói vậy là cái vụ này hiệu quả hả? Hiệu quả. Đâu bây giờ tao làm thêm vài lỗ nữa là mày càng hiệu quả nữa. Làm hết người tao luôn. Ừ. Mày lấy. Ừ không, mày lấy không? Tao lấy vô tao chém hết người mày. Ừ không? Mày khùng hả? Cái gì mà cười rồi bẻ ngón rồi e lệ là cái gì vậy? Dì mày. Con sao vậy? Con bị bỏng nè. Hả? Trời ơi. Đưa dì coi coi. Trời ơi, sao mà trầy dây tróc dãy thế ghê vậy nè? Thằng quỷ này nè, nó thí nghiệm con. Hả? Sao mà lấy nó mà thí nghiệm vậy con? Đâu có đâu, tại nó muốn làm rễ ông hai lợi kìa. Trời nó phải muốn nhuộm da giống như người nông thôn người đó nó mới trời chịu. Trời ơi, tiêu thằng nhỏ rồi. Dạ. Trời ơi, mày đọc sách nào vậy con? Trong cái cuốn bí kíp của con chỉ rõ ràng vậy mà. Nhưng mà con lỡ tay thì thôi. Mà được cái nó được lòng bởi đào luôn á. Ừ, được ha. Đúng không? Đúng. Bây giờ hết thấy đau rồi. Ừ. Tại vì trong cái đau nó có cái đào ở trong. Ừ. Thì thấy không? Đâu mà đẹp trai thế ớn luôn hả? À. Người gì đâu mà cao to, bụng còn 6 múi nữa kìa. Cái này hả mà mai mốt lấy về hả? Để con thấy là cũng đẹp hả? Công nhận nhìn là thấy khoái rồi, cần gì? Trời ơi, người đẹp phải lấy tắm mà. Bệnh mã hoàng tử của mình. Anh á cũng đẹp trai, nhưng mà hả, em thích bệnh mã hoàng tử của em hơn. Thôi bye bye nha. Má,
gì vậy? Tự nhiên con thương má quá à. Má. Ê. Dạ. Đi vòng không được hay sao mày bước cái kiểu đó? Mà làm gì cái mặt hí hai hí hửng vậy? Thì á. Thì sao? Bộ lụm được của hả? Con lụm được một thứ còn quý hơn cả của nữa má. Gì vậy má? Đưa tao. Cái gì? Soạn. Không xài đâu ra. Chứ mày lụm được cái gì? Cái gì nói lẹ má mừng coi. Con lụm được một bệnh mã hoàng tử á má. Má ơi. Trời ơi là trời, mày bị chảnh mạch rồi hả? Trời ơi trời ơi, má không có biết gì hết trơn. Má biết không, ảnh có một thân hình thật là dạm dở. Có làn da trắng như tuyết, mắt đen như mông, môi đỏ như son vậy. Ê, đó má. Mày tả bạch tuyết hả? Không có, không có tả bạch tuyết. Con tả bạch mã hoàng tử, bạch là phải trắng. Thôi mày ơi, tiền mới quan trọng nè. Nó đẹp trai mà nó có làm ra tiền không? Cái đó mới là quý, hiểu chưa? Con người của má lúc nào cũng tiền hết trơn. Còn ủa? Con á là con thích trai đẹp thôi. Mày hay quá, phải thực tế chứ. Đồ ngu. Con thích trai đẹp hơn mà tự nhiên cái má bực mình, cái má bực luôn con à. Sao chổi chà, mới gì dán xuống đầu tao nè. Nhìn mặt là thiết. Má, bộ chủ nợ của mình tới đòi hả má? Chủ nợ nào tới đòi? Nói xui xẻo không à. Gì nữa? Có cái bà nào ở trên thành phố tới tìm tía mày. Ủa? Trời, chủ nợ của tía luôn hả má? Mày điên hả? Cái cơ ngơi của tía mày vậy nè, ổng mượn nợ ai? Có nước người ta mượn nợ ổng thì có. Bà nói bà là bạn bình thường của tía mày. Mà tao dòm cái thái độ trên cái mức bình thường chứ không phải đơn giản đâu. Trên mức bình thường hả? Trên. Vậy là chỉ có bồ nhí thôi. Má, má coi chừng nha. Bà dắt thêm một đứa con vậy hả? Bà dòm ăn hết của tía luôn. Không còn gì cho má con mình ăn nữa hết trơn á. Con nhỏ này kì, nói lớn quá vậy. Vừa phải thôi. Nhưng mà con nói thiệt mà, chứ má con mình rõ ràng là cũng vô để ăn tiền. La cho cả làng cả xóm biết hết đi. Mày nói đúng, cũng có thể giống mình. Không biết bà Mai xuống đây có chuyện gì không ta? Chắc mình phải gặp bà hỏi thử mới được. Ủa sao cười? Sao ngài có giỏi xuống đây bắt cá chung như tôi nè? Ủa sao biết tên tôi? Trời ơi, thì 6000 là con rể của bác hai cả xóm nè, ai mà không biết. À, đây xuống đây bắt cá nè, xuống đây. À, trời ơi, có bị sao không? À, không. Trời ơi. Trời ơi, đúng là dân xì phố luôn á ha. Nè đừng có sợ, cứ bình tĩnh đi, rồi tôi chỉ cho nha. Nè bây giờ cầm cái này đi. Thử đi. Bây giờ cứ xuống rồi đúng không? Xuống. Trời đất. Có không? Không có. Để tôi. Coi tôi nè. Khó quá. Coi tôi nè, coi tôi làm nè nha. Có không? Trời cũng ơi, có luôn. Cũng có luôn. Sao bay ở đây chứ? Con bắt cá. Vậy hả? Bắt được không á? Thôi 6000 ở lại nói chuyện đi ha. Tôi đi về trước ạ.
Bay á là đi bắt cá rồi ở nhà ai coi? Dạ con rảnh ra đi chơi chút rồi con mới về. Ủa mà tao nhớ là Bay á là thằng rể ở trung tâm mà. Thì đúng rồi, con nè, con là 6000 nè. Ờ. Hôm trước dì giới thiệu con cho hai cha con Hai Lợi á, bộ dì quên rồi hả? Ủa? Giờ con là rể của ông Hai Lợi nè. Bây giờ Bay là rể ông Hai Lợi? Dạ. Vậy Bay là chồng đứa nào? Thì cô Nhất Lê á, con gái đầu lòng của ổng á. Nhất Lê? Ờ. Đúng là trái đất tròn mà. Hai ơi Hai, từ nay Hai không thoát khỏi tên Mai đâu. Trời ơi, Mai đi kiếm Hai tới cùng trời cuối đất luôn. Ủa, dì nói gì vậy? Dì đâu có nói gì đâu. Không có gì đâu, không có gì đâu. Vậy thôi, con về trước nghe dì. Con về trước đi. Dạ dạ. Cái thằng cha Hai Lợi này bây giờ làm sao mà thoát khỏi tay Mai được chứ. Anh Hai. Ủa, mới qua hả? Dạ. Ngồi đi. Khách tới nhà thì phải chào hỏi chủ đàng hoàng. Còn ông nữa, khách có tới thăm á thì mời vô phòng khách mà uống nước. Cái gì mà ủa yết ở đây? Bà biết cái gì mà nói? Đây là bạn mừng ăn với tôi. Thôi, mình ra ngoài quán nước nói chuyện. Dạ. Ủa, bộ ở nhà không có nước hay sao phải ra ngoài quán uống? Bàn chuyện mừng ăn, ra ngoài á nói nó thoải mái hơn, tự do hơn, được không? Rồi đi. Bạn bè bình thường gì mờ ám ghét. Chứ bà xuống hồi nào vậy? Tôi xuống được mấy bữa rồi. Sao không nói tôi ra đón? Thôi, tôi có người đón rồi. À, tôi mới gặp 6000 đó. Bà nghe nói giờ nó làm rể ông phải không? Ừ. Nó có nói gì với bà không? Không. Mà sao ông nói ông thuê để hờ cho anh trai ông? Nè, tôi nói cho ông biết, cái chuyện này không phải là chuyện nhỏ đâu nha. Bà con làng xóm mà biết được là rùm beng lên. Dân quê chứ không phải dân thành phố đâu nha. Thì cũng đâu có ai biết đâu, có mình bà biết thôi. Bây giờ bà làm ơn bà giữ kín chuyện này giùm tôi là được rồi. Chuyện này tôi không có chắc đâu à nghe. Tùy theo tâm trạng vui hay buồn của tôi thôi đó. Bà làm ơn đừng nói ai nha. Tôi không biết đâu. Tao thọt cái đuôi mắt à. Trời ơi, Hai Lợi ơi là Hai Lợi. Công nhận có bạn gái mà không giới thiệu cho ai biết hết. Mà sao trời trưa nắng mà làm đi vòng vòng đi bộ khùng hả? Bạn gái dễ thương quá, biết tôi không? Biết tôi không? Ha. Trắng quá ha. Sao không đưa vô quán cà phê máy lạnh cho nó mát rồi tâm sự? Đi ngoài đường tâm sự vậy sao được? Bây giờ anh không đưa phải không? Để tôi đưa cho đi. Khỏi cần. Mày nhiều chuyện cũng nhiều chuyện gì vừa á. Chuyện của tôi với con này kệ tôi. Tôi vẫn đi dạo quê mà. Nắng. Nắng bệnh ai chịu? Tụi tôi chịu cho không phải chơi chú chịu. Thứ gì mà nhiều chuyện. Tôi lo giùm cho anh thôi. Khỏi cần lo. Mày lo gia đình mày đi. Xuống gần đó có cái lùm á, anh ấy đưa vô ngồi cho nó mát cũng được. Khỏi cần chỉ. Tao biết cái lùm nào kín mà. Ừ. Trời đất ơi. Theo rình luôn. Ê, không được, lớn làm gì kỳ. Ê, sao? Ông Hai Lợi ông đi với bà nào vậy? Chị có biết bà đó không? Tôi đâu có biết đâu. Tôi nhìn dáng và cách ăn mặc á, chắc ở Sài Gòn xuống á. À, coi bộ bà cũng đẹp ha. Nhìn ông vậy mà phong lưu đa tình quá ha. Ê, bà tới đi kìa. Ừ. Thôi, kìa, ông tới kìa. Hôm bữa mà tôi về tới đây á thì gặp cái ông hồi nãy á, tôi hỏi đường đó. Bà gặp ổng hả? Ừ. Ổng có nói gì với bà không? À, không.
Mà coi bộ ông không ưa ổng hả? Úi, đâu phải mình tôi không ưa, cả xóm này có ai ưa ổng đâu. Cha này là nhiều chuyện nhất xóm đó. Bà cũng phải cẩn thận, đừng có tiếp xúc với ổng nhiều không có tốt. Coi bộ cũng lo cho mình ghê, chắc trong lòng cũng khoái mình rồi mà không dám nói ra nè. Cười cái gì vậy? Không có gì. Tại sao nó lại ở đây ta? Đâu? Đợi lâu chưa? Chưa. Vậy hả? Hai người này quen nhau hả? Cho mượn cái tay coi. Đi. Mày muốn cướp trai từ tay của tao á hả? Tao sẽ hành hạ mày. Từ bây giờ tao sẽ lấy lại anh Hải. Không bao giờ mày cướp được của tao đâu. Thơm Thơm, thấy ông Mận đâu không vậy? Không biết. Là quả mà cứ tưởng mình là công, trèo cao á cũng sẽ té đau mà thôi. Khôn hồn á thì tránh xa cái anh đó ra. Chứ sao này hả mà có bị bỏ? Đừng có mà ê mặt. Nói tôi hả? Tôi nói ai á thì tự biết. Út Mận ơi. Trời ơi, đi chỗ khác. La vô lỗ tay người ta. Con gái con lứa gì vô duyên hả? Đúng là không có ưa được ai trong cái nhà này hết trơn.